Und manchmal haben wir nicht. Chờ ngủ hay em gái, em trai, kiểu như em chào anh tiếng nhẹ. Trời ơi, nghèo quá, kiến nó gãy cống hết mất tiêu rồi. Không cho kiến cũng quạnh rớt cái cống rồi rồi, chưa đi sửa cái kiến được nữa. Không thấy đường đâu mà đọc comment nữa. Công sản chưa trả tiền. Chưa trả tiền để đóng kiến. Trời ơi, nó rớt cái cháu này ra rồi nè. Làm sao đây? Làm sao đây bây giờ? Nếu vô mới thấy đường đọc luôn. Mắc cận rồi. Đi chơi mới về bắt đầu mà like. Chị đi chơi mới về, bây giờ mới làm mà like đây. Em chưa ngủ hả? Như trời ơi, chắc chết mất. Khổ quá, không có kiến xài. Nó gãy cắm mất tiêu rồi. Sao ra nó đã mới cắm sao ra nó rớt ra đây ta. Mưa vắng hay mưa chờ đợi biển. Wow. Nó rớt cái cắm rồi, nó rớt kìa đây nè. Thấy không? Chị la giờ này sao mà em đi ngủ đi em, chị là con ma đêm mà chị thức khuya đấy, nó quen rồi thấy không, khổ ghê không, la đấy gãy kiến rồi, kiến đâu xài đây, không có tiền mua kiến nữa nè, hết tiền mua kiến rồi. Chị hết tiền mua kiến rồi. Hết tiền mua kiến rồi, không có tiếng, không có ai mà đưa đâu mà đọc. Khổ quá đi, xôi hết tiền tiêu người yêu cũng bán. Xong rồi cũng kiếm nước rồi, chị cần á, nhỏ 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 cái là chị không thấy đường, kiến nó mất tiêu rồi nè, gãy hết rồi nè, cống. Em chào anh Chu Phan. Like đấy khổ quá, cộng sản chưa trả tiền đâu làm kiến, gãy kiến rồi mất tiêu rồi. Người gắn kiến đeo đỡ coi, đeo đỡ ý kiến cho thấy đường nha, nhét vô gì nó con cứng 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 cái cống cái coi, thiệt tình luôn. Chị đi mới về nè, mới về được đồ mà mai nè, em chào anh nha. Không biết chết làm sao nó bị rớt cái cống mà nè, cái chị quên nên chị bẻ bẻ sao bẻ để cái nó rớt cái cống luôn, ghét làm sao để đọc đọc comment đỡ đi cái để này đó. Sai hàng hao quá.
Xài hàng hào á, có xài cũng đỡ. Này xài hàng hào thiệt chứ bộ, chị ghét cái đây rớt cống nghe đó nghe nè. Đời cộng sản trả tiền cái đã, trả tiền mấy củ đã mới có tiền mà làm kiến, làm kiến. Chị không có gắn thẻ ai hết, chia sẻ chị không gắn thẻ ai hết à. Bây giờ chị like mà chị quên gắn thẻ ai. Ủa Như em coi chị đó thử có để công khai không đó, em dòm chị coi có công khai không đó. Chị đang gắn cái kiến vô cái coi, dòm đỡ đi cái đã. Đừng cười chị, chọc que chị hoài à, gắn hoài chơi được nè, cũng thấy đường comment thấy bà nội luôn á. Nhỏ tiếng quá ha anh, để em bật coi coi. Chắc em nói nhỏ quá, em đi mới về nè, đổ mồ hôi luôn mới được mấy lần. Nè, trời ơi em gắn cái kiến đi, em gắn cho được nó rớt mẹ cái cổng rồi. Xài hàng hao quá, nó bắt đầu mới mới thấy mới 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 thấy đường mới đặt được, mắt cũng cần được lắm rồi. Làm sao nó rất ít cắm này. Chị, à, em thấy chị có công khai không vậy? Như sợ chị để trong chế độ bạn bè nó vào nó lẫn lắm. Trời ơi, hồi chị còn em 10 củ chưa thả kìa. Công khai mà. Ok. Rồi từ từ chị có tiền chị trả. Trời ơi nó rớt rồi, rớt mẹ rồi. Thôi kiểu này không xong rồi. Dòm comment kiểu này không xong rồi. Kiến theo đường kiến, người theo đường người, người còn hư đừng nói kiến. Chị mới về, về chị lai luôn, mới về tới nhà luôn á. Đi chơi cuối tuần, đi chơi chốt nó thiệt mà, đi chơi nó mà đi công việc mà cuối tuần đi chơi thì sẽ rét cái đầu một chút, ngày nào cũng căng thẳng vậy là chết luôn á. Quên đi. Ôi, em chia sẻ qua đấu trường cho chị cái coi. Kiều Như. Em chia sẻ qua đấu trường cho chị cái coi. Có hạnh phúc mà quên á. Hạnh phúc thường thường chia sẻ qua đấu trường. Chị không biết chia sẻ qua đấu trường, chị ngu lắm. Trời ơi, chị đâu biết đâu. Trời ơi, tức quá đi trời. Sao người ta... Thì chia sẻ đi, 10 củ mốt chị trả sau. Trời ơi, đổ mồ hôi ướt đầu hết rồi. Chia sẻ đi, 10 củ chị trả sau. Để làm có tiền chị trả em sau. Lo xa quá. Chị em nào tí xíu mà, nhỏ nhỏ vậy. Chị em nào tí xíu mà. À, cộng sản ác em, với nó cộng sản này chưa trả tiền này nên chia hả, phải dép vô một cái có cứng không. Chơi kiểu này đeo kiếm phải dán, phải gắn tùm lum đó mà thấy được. Không gắn là không thấy được. Chơi kiểu này mới khác với người ta. Chơi kiểu này mới sốc, chơi kiểu này mới sốc sốc hàng nè. Đeo mấy kiến mà dòng mua tùm lum á, xài hàng bèo không à, khổ lắm à, không có tiền xài hàng bèo à, khổ lắm. Chia sẻ chưa cô nương, con trai mà chân hình cô nương hoài bực bội lắm rồi nha. Cái Facebook này nó mệt. Trời ơi ghét được chết liền luôn. Ghét cứng tí xíu coi, đọc comment tí xíu coi, mai sửa ông nội ý kiến làm, cũng làm khó tôi nữa. Anh chưa phan lên 8 với em tí xíu không? Anh chưa phan. Anh chưa phan, cô lên lên 8 em tí xíu không? Ok đi.
Linh tám anh chú coi, tám chuyện anh tí coi. Cười gì mà cười chị, thấy gì khổ không? Trời ơi, đeo lên cái con. Thấy quê quá cười hả? Cười chị hả? Em chào chị Xuân Lan. Trời ơi, khổ quá, không biết đeo được không nữa ta. Đeo lên đọc comment nó xíu ha. Đừng rớt nha, rớt là chết luôn á. Hàng Việt Nam mà có gì sai đấy à. Nhìn cái chia sẻ, rồi má. Má ok má. Má cảm ơn con nhiều nha. Chia sẻ nhiều nhiều bố đi giùm giùm má cái con. Này có thằng em, trời ơi nó rớt ở này đeo, kiến này mà chơi vậy giật giật anh lương chuột kêu đeo cái thôi còn cái để đọc gì này đó đeo cái cái đọc comment vậy được không bây giờ còn cái đọc mới được 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 vậy được thôi cái nhìn cái sợ này này là bài kêu chị buồn quá luôn dạo này em xóa hết bạn bè rồi nên chia sẻ không chia sẻ một đấu trưởng kìa chia sẻ một đấu trưởng kìa mới vui à, hạnh phúc nó chia sẻ một đấu trưởng kìa vui lắm chào chào Hữu Nhạc nha em chia sẻ một đấu trưởng kìa hạnh phúc nó biết chia sẻ một đấu trưởng kìa vui lắm mình kiếm bà quê này đeo kiến còn kiến thôi anh chưa có camera anh chưa phải anh chưa có camera. À chị Hà My chơi hàng ha, hàng độc quyền luôn ạ. Anh chưa có camera, trời ơi, khổ không? Cộng sản chưa trả tiền nên kiến kiến nó cò cộng, còn cộng. Hà Việt Nam chắc lưng cao. Anh chưa có camera, anh chú Phan ơi, anh chưa có camera đó, anh thoát ra đi rồi bảo lại. Hà Việt Nam chắc lưng cao đó. Mai là chị Hà My có đồn tin đồn nè à, nghèo quá không có kiến đeo đeo cái để đọc comment đỡ đỡ đau mắt thôi nheo 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 đau mắt lắm anh chưa có camera đó à, em chào anh yêu Nguyễn Việt dữ không em chào anh yêu Nguyễn Việt nay kiến giờ em đấu trường riết mà giờ kiến cúng gì kiến cúng gì giờ hả nó gãy hết rồi đó, đó khổ lắm à, giờ đeo cái còn cái chơi thôi à. Anh chú Phan nó rồi được rồi nè chắc có được quá kiếm hàng chơi chút coi mấy khổ lắm à. Em đúng rồi anh à, nay em chơi hàng Việt Nam chắc lượng cao em đúng rồi em đúng rồi anh đó. Ồ, anh phải thoát ra đi rồi vào lại em chưa có anh chưa có đó trời mai bà quen nó nói là em không có hàng chơi nữa nè anh thoát ra đi rồi vào lại chưa chưa có anh chưa có đó thoát ra đi cười chị hoài vậy chị đeo kiến vậy là mới đụng hàng mà mới anh mới rưng chuột mới thương chị được chứ ngày hôm nay có vậy mà anh mới rưng chuột mà thương chị được chị chơi gái còn cái thôi không còn gì nữa cái gì đấu trường không có tham gia ủa vậy hả vậy bên hạnh phúc kìa đắt cái hạnh phúc đó rồi để chị mời hạnh phúc đó. Ủa anh thoát ra đi rồi vào lại đi anh chú pha ở có rồi anh để em mời anh nè hạnh phúc ngủ chưa ta. Ừ để kia hạnh phúc chị đang mời hạnh phúc kia hạnh phúc chia sẻ vô anh chào Sao anh thấy em đeo kiến anh mắc cười không sao mai các cái khác ăn thua gì anh thấy không nè rồi khổ thấy lắm sao trời đi bao đấy em giờ còn cắm gậy sao đâu rớt ở đâu mà bể vậy em không biết nữa rồi cho hồi trưa đeo 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 sao bây giờ giờ nó còn nhẹ nhẹ sao đeo cái đọc làm em cũng được là không sao không sẵn nghe mà đọc comment này mai này mua mai này cắt sau chào các bạn nhé chào qua nhà trên diễn đàn Hà My nhé chiều nay thấy em nhảy qua ngày mà à,
em đi nhảy mà về. À, vậy rơi cái Cuối piếc tuần là rồi em phải rồi. đi, dạ cuối tuần là em phải đi tí vậy đó, Đi cho nó vui. chưa đầu óc căng thẳng lắm anh ạ. À, phải đi cái vòng vậy ha anh. Bằng ngày lâu lâu thì đấu ba que đó, thỉnh thoảng thì mình phải đi giao lưu một tí đầu óc cho nó thoải mái đó, Giao lưu ấy, nó phải đi căng cho thẳng. nó đầu óc đã căng thẳng làm ăn nó mới may mắn rồi. Dạ Con người chứ đã tối đầu óc cũng thư đấu thái thì mỗi nói ba chung cũng que được. riết thì cũng thời gian mình tối thì mình mới đấu, chứ cần cái ngày nào cũng để Sao ý ba que này thì không làm gì được rồi, thôi cãi nó đi, cứ tối là rảnh thì chơi với nó đó. chào Hiếu Hoàng, chào Kiều Như nhé, chào cả nhà mình nhé. Để đi Chào anh. vào vào đi giải trí thì người nó mới thông minh thì làm ăn nó mới gặp may mắn rồi chứ. Ở Dạ nhà nó buồn. nhà Anh buồn như ban chứ. ngày, ban ngày thì chơi một vòng, tối thì vào diễn đàn cho nó vui, Dạ ngủ sớm thế quá anh thì thì không có gia vui. đình anh, thí dụ có gia đình thì còn cái này vợ chồng dở vui, em không có ai, em phải đi kiếm chuyện. Cái gì đó mỗi Nhân người với hàm em mỗi không ở người nhà, thí dụ người ta đã có chồng rồi, tối nói chuyện với chồng, còn em là phải đi kiếm chuyện đó, kiếm chuyện tối bắt đầu về em mà chơi với bà qua được, là gặp mấy anh mới vui. chào Hiếu Hoàng nhé. Rồi mới đi chơi cho nó trẻ đi, em còn trẻ mà, còn trẻ Trẻ giờ còn năm còn hôm son nay mà, trẻ gì nữa anh. ngoài Bắc gọi là có hai con son đấy. Trẻ son. Cái này son còn cái mẹ đó, son cái mẹ đúng, còn son cái mẹ chị Chung My. là có cái anh bạn Việt Kiều mà mấy cái này không thấy anh đâu nhỉ? Cái Anh anh đó hả? Anh đó để em mời với vốn biết nữa, tại anh đó thầm ý làm khớp. nhắn tin không thấy anh trả lời, kết bạn anh cũng không kết bạn luôn. Hả? Anh nhắn tin cũng không được trả lời, gọi điện cũng không được, mà kết bạn anh cũng không kết bạn luôn. Không, em cũng có nhắn tin, em có kết bạn với ai bên em á. Anh kết bạn anh cũng kết bạn Anh yếu và của nhắn em tin đâu cũng không rồi. trả lời. Anh đó hình như Cái mắc gì đi làm hay sao á. Hết cuối tuần dẫn vợ con đi chơi hay sao vậy mà. không, anh nói anh chưa có vợ mà, Anh gì anh bạn hả? nói anh chưa có vợ mà. Ừ. Trai bên Mỹ bị vợ bỏ nhiều lắm, Dạ hả? Bữa trai nào bên giới Mỹ bị thiệu hút, vợ bữa nào giới thiệu hút thằng ấy. trai bên Mỹ nhiều anh bị vợ bỏ lắm. Anh gửi vô đi. Ấy anh vô rồi nè. Đúng chưa? Anh vô em mừng quá nè, bữa giờ em đấu với anh đi em gãy kiến nè anh nhé, mừng quá tự nhiên em gặp anh là em mừng. Anh chưa nhìn Anh nhớ, thấy. nhớ anh dữ lắm rồi đó, riết em và em gãy kiến luôn nè anh thấy. Điền nha, đang like đừng ai điền mình nha, đang like đừng điền nha. Có người À, điện anh mà ấy không là nhận còn nhắc thẳng đâu mà ác đâu, còn thẳng bây giờ mà kiến đeo cái còn cái này nó khổ ghê vậy đó. nhưng mà rớt ở đâu mà không biết thì nó gãy vậy à. Này này cổng còn đây nè anh, cổng còn nè, mắt em thì hơi cần một tí. Anh này nếu mà không đeo kính không đọc comment được. Em đọc thì được, mà đọc nhiều quá ra em thì đau mắt, phải đeo qua thì nó đỡ đau mắt, đọc ít thì em đỡ đau. Gì chị Hà My 42, đảo ngược lại 24 vừa thôi. Giảm vừa thôi, tại tại chị già mà, chị già không điều, tánh chị hơi bị stin một chút. Chị già mà không có điều mà. Em chào anh Giác, anh Giác, Giác Giác hay Giác vậy đó, không chào Có anh Hà bạn My à, nào, vòng tay đứng nhìn Hà My hoài vậy. có anh bạn em vào nói chuyện cho nó vui mà không thấy anh vào đâu, chưa thấy vào. Dạ Chắc kệ thầy em cũng đi mới làm, ra nay chủ ngoài nhật em mà, nay chủ nhật thì nghỉ mà, dạ nay chủ nhật thì nay, nghỉ mà sao làm gì. ủa nay thứ bảy mà anh. Thứ bảy thì bên đó là bên mình thứ bảy, là bên đó cũng thứ bảy rồi đấy, chênh nhau có Bên mấy đó tiếng mà, chiều thứ sáu mà. chênh nhau có 10 tiếng à. Hiếu Hoàng, chào Hiếu Chị Hoàng cháu nhé. em là sao? Anh cháu em là sao? Rất sân bồi này. Không phải. Rất thì vô tôn thì À, chào ông bạn, anh đó, chào bạn Việt Kiều nhá. Đang nhắc các bạn không bạn vào nó anh vui nó cháu buồn. anh mua bởi vì anh Chu Phan luôn. Rất vô Chào, tôn chào, luôn. chứ không phải là cháu, chào. chào Chữ rồi. O, chữ cháu đó anh, chữ O.
Này, ở bên đó thứ bảy chưa? Bên đó Bên là tối bên thứ bên Mỹ bạn là thứ bảy chưa? bảy. Ừ, Rồi đúng chắc các rồi, bạn bạn thứ vào hai mới chào, còn anh là vậy là sai. Mai mốt chắc em phải hướng dẫn tiếng Việt anh thêm một tí nữa. Mai mốt em nhắn tin em phải chuyển tiếng Việt anh một chút nữa nha, sai rồi đó. em với Mai bạn này là em bạn này nó bị ngược nhau, em nói lẹ bạn, cái bạn Việt kiều bạn nó nói chậm, ừ à mình thì nói lẹ. ừ em thì nói nhanh lắm, miệng mồm hết em à. Jack Bolton nói hơi chậm. À bên thứ bảy là về Việt Nam thứ bảy rồi đấy, Việt Nam còn mấy tiếng nữa là chủ nhật rồi. À, 8 tiếng. Việt Nam thì còn có mấy tiếng nữa là chủ nhật rồi. Ừ. Việt Nam mình còn 2 tiếng nữa là chủ nhật rồi. Bên thì còn 8 tiếng nữa nhỉ. Mai mốt anh chưng hình anh đi, đừng chưng hình Lý Tiểu Long. Cái em từng tưởng anh là Lý Tiểu Long không, em mê gần chết luôn á. Anh chưng hình anh đi, tại vì em mê Lý Tiểu Long lắm. Mà anh mà chưng hình Tiểu Long là Lý Tiểu Long này, tại em mê Lý Tiểu Long lắm. Tại em thấy cuồng bắp cuồng cuồng như này. Đó nữa Hùng Hùng Phạm mua theo em nữa chết luôn. Hùng Phạm mấy ngày là đeo tôi dữ lắm rồi. Tôi đổi Facebook này rồi mà ông cũng ám tôi hoài à. Thôi, anh Hùng Phạm Phạm ơi, đó. Hùng Hùng Phạm là Phạm ơi, anh Phạm. cố đấy, cố đấy, về Việt Nam chơi cộng Mà sản mốt thì biết vô cộng là sản ngay gì đâu. Hà Vi, dạ. bố John Bolton với lại Hùng Phạm cố đấy, về Việt Nam mà chơi vài lần thì chơi cộng sản dần dần thì mê cộng sản luôn đấy mà. Em nghĩ anh Giác là chắc về, còn Hùng Phạm chắc không về đâu. Hùng Phạm hả? Hùng Phạm là Hùng Nói thật Phạm hả? bây Thì em cũng xinh lắm, em cũng xinh lắm, em cảm ơn anh, em cũng rất độc. nói thật với này, Hùng Phạm với Jack Bolton rằng là bao nhiêu người Việt kiều cứ chê nước Việt Nam, cuối cùng về chơi vài lần thì cũng 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 thấy dịu, cũng dịu dịu tấm lòng lại Thôi Hùng Phạm tới ngày hôm về. nào nói ở tôi ở Việt Nam á, tôi biết ông quá rồi, tôi cũng không có trách gì ông đâu, mà con cái là ông tôi cũng thấy ông tôi khổ ghê vậy đó. Về Việt Nam chơi thì tiếp xúc với những người cộng sản, tiếp xúc với người dân Việt Nam thì dần dần nó dịu dịu tâm hồn lại. Có không về thì nó cực đoan quá. Mà đừng có cực đoan, mình sống đừng có cực đoan quá, sống phải Đúng thoáng. rồi. Với Hà My nè, thấy không, Hà My đâu phải là nằm trong cộng sản, Hà My là một người dân đúng không, tối ngày vậy đó. Ở đâu thí dụ ở Mỹ thì nó có một cái quy luật khác nhau, ở Việt Nam mình nó cũng khác nhau, đâu giống nhau được. Nhưng người Việt Nam mình rất là tình cảm đúng không, khác chứ, người Việt Nam mình sống rất là gần gũi và tình cảm đúng không. Ở Việt Nam mình sống tình cảm là lên hết, Dạ đúng không, chủ yếu là tình cảm, đúng rồi. gần gũi lắm, Còn nói chăm cho nhau và lo cho nhau lắm, chứ không phải muốn gặp tôi hèn địa chỉ mệt, có ông ở Mỹ ông đừng có hù tôi hoài. Đang Phạm là Hùng Phạm đó anh, cái biết Facebook này rồi, là Hùng của vợ Phạm, anh. Trời ơi Hùng Phạm. tôi nói cho anh Hùng Phạm nghe nè, tôi thừa biết anh luôn, anh đến độ tôi chặn bên kia rồi anh cũng lấy cái này anh theo dõi tôi nữa. Trời ơi anh ghiền tôi, anh ghiền tôi với ông, ghiền tôi chửi chút gì á, anh cứ ám tôi hoài à. Bên chi bộ là họ mới cứ ám tôi hoài à. Ngày hôm nay tôi lên bên rương chột cũng vậy, tôi thăm anh bên rương chột á hả. Rồi bắt đầu anh đi theo anh chửi tôi phải không, anh đi chỗ gặp tôi cũng mừng lắm, hốt xác tôi lên liền à. Rồi ông đứng làm trời ơi, Jack không cộng sản á, cộng sản đâu có ác Bolton, đâu, đúng rồi Jack ông đi Bolton đang nói là không chống ai này, em này, Jack Bolton thì không chống ai nhưng mà chưa hiểu hết Việt Nam chứ không phải là chống, chống khác còn chưa hiểu khác, chưa thông cảm khác, Jack Bolton nhé, chứ không phải là chống, không ai nói là Jack Bolton chống 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 đất nước mình cả, có điều là Jack Bolton hiểu chưa hết, hiểu chưa đúng. đúng, đúng rồi, như vậy, mới chưa có thông cảm cho đất nước. Còn chống là khác, còn chưa Mà hiểu chị chưa thông cảm chưa chạy hiểu hết. hôm nay á, cho em nhắc tới chứ à, ngày hôm nay á thì lên bên đó chột hỏi Hà My gì nè, không mà hỏi Hà My á gì à, nhân quyền và quyền con người, thì lên bên đó chột nó hỏi Hà My vậy, Hà My cũng trả lời, Hà My cũng trả lời nhân quyền và quyền con người là đã có từ lâu rồi chứ không phải tới mới giờ này mà hỏi đấy. Khi nói á là tại vì sao mà gì thằng thằng gì luật sư đó mà ở tù, tôi nói ở tù là cũng có lý do đó, là Hà My nói sự thật, họ chửi Hà My nhiều dữ lắm, diễn đàn mới nói họ chửi Hà My nhiều lắm, họ nói ở tù cũng có lý do, họ nói là quyền con người, nó quyền con người cũng có giới hạn đấy.
cũng có giới hạn là một, với là quyền con người mà lên mà chống đối nhà nước và chống đối đảng. Là tại vì sao ở tù nữa, ở tù là có lý do là tại chống đối đảng, chống chống lại luật pháp thì bắt buộc phải ở tù. Cái gì cũng phải có giới hạn á, Ở tù quyền thì con có tội ở tù thôi chứ có gì đâu. tại vì chống 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 Tại lại khi nhà nước và chống đảng thì bắt buộc phải ở tù thôi. Giờ bây giờ mấy anh mà ở bên ông Trump cũng vậy, chống đối ông Trump, đứng đứng dậy đi lật đổ ông Trump đi, coi thử có ở tù hay không. Ở đất nước Việt Nam cũng vậy, ở đâu nó có quy luật khác nhau chứ không có giống như giống nhau, mà những cái quy luật dường như là giống nhau. Ở bên ông Trump bây giờ mấy anh đi chống coi thử có ở tù không, chứ em thấy mấy người cực đoan quá. nói chung là một con người mà vào tù thì pháp luật nó phải luận tội đủ tội nó mới đưa vào tù được, nó có khung hình phạt chứ không phải là nói dóc môn tên với lại Hùng Phạm nghe là không phải thích bỏ tù ai để bỏ bỏ tù, Hùng nó phải Phạm thì có không khung giải hình thích được phạt. đâu, đúng Hùng rồi Phạm là em cái với người anh Hùng Phạm mà không giải thích được đâu. đúng Hùng rồi Phạm mà đi vòng đúng không? cái người bỏ tù ta nhận tội thì mới bỏ tù được, có nhân chứng vật chứng. Ví dụ như một số người mà chống chống phá đất nước ấy mà nó phạm một cái điều tức là chống phá đất nước, chống phá nhân dân ấy, lật đổ chính quyền là nó phải có khung hình phạt đó rồi. Rồi người ta theo dõi, an ninh người ta theo dõi 3 năm, ta bắt được tài liệu, Thường đi giùm ta chị đi. bắt được bằng chứng, người ta đưa ra tòa, ta luận tội, cái người bị xử tội nhận tội người ta bỏ tù chứ không phải là ta bỏ tầm bậy. Dạ đúng Thế là mấy người cứ nghĩ là Việt Nam mình thích bỏ tù ai bỏ làm gì có cái chuyện đó, rồi. làm Anh gì Giác có có muốn phải lên không, có muốn lên hỏi gì không, là lát có anh Chu Phan trả lời cho. ai ai vậy Anh Giác anh Giác á, Mạnh anh Giác Sơn là anh của con à, gì đó, Giác Mạnh anh Sơn Giác lên nói chuyện cho vui. á. Anh cứ lên nói À, chuyện chia chào sẻ đi, chào Long Thủy đi. anh cứ lên cái gì cứ chia sẻ đi, rồi em có anh Chu Phan trả lời cho anh. Thí dụ em trả lời không được thì anh Chu Phan lên trả lời cho anh, với có em Hạnh Phúc đây trả lời cho anh, Nói chung tại là em có thấy anh anh chị em trên diễn đàn không này trả được. lời cho. Nếu cứ lên nói chuyện đi, cái gì không biết thì mình cứ hỏi thôi, cái gì thắc mắc mình cứ hỏi. Rồi anh em trên diễn đàn ai biết thì trả lời mỗi người ý cho. Có gì đâu. Rồi Mình cứ em tới ngày chia sẻ xong. tự tin mình hỏi. Hà My đang like, đừng có điền Hà My nữa, khổ ghê. Điền nữa chắc tôi chặn luôn quá. Anh có muốn lên á thì ok đi. Rồi yêu cầu đi, Hà My mời lên cho. Có anh Chu Phan đây chia sẻ cho anh. Hạnh Phúc đây. Đây mấy anh em là toàn người dân không á. Mấy anh em đều biết với nhau, toàn là dân chứ không cán bộ gì trong nhà nước hết á. Chúng tôi toàn người dân viết chữ chưa tròn, nhưng mà như thế, thích lên đây nói chuyện, anh em nói chuyện cho vui, chả ai hơn ai, chả ai giỏi hơn ai cả, Đúng mỗi rồi. người biết một tí. Đúng rồi. Em chào anh Tâm Hoàng. Anh đâu rồi? Còn anh đây không? Jack Bolton, tên tên Mỹ thôi, đặt tên Việt Nam nên dễ gọi đi. Mà em kêu anh Giác, anh Giác không à. Jack Bolton kêu đúng là tên Em là kêu Jack Bolton anh đấy, nhưng mà Giác kêu đi. Anh Jack là Giác một còn người khác. không? Gần đây thì bấm ok gửi yêu cầu cho Hà My đi. Thôi thấy anh đứng cái chắp tay nhìn hoài à. Mất công nói em ăn hiếp anh quá không được. Hà My phụ nữ lắm, lúc phải ăn hiếp một tí đúng sao, đúng không? Chào Mai Lan Quỳnh nha. Mai Lan Quỳnh lên lên nói chuyện chút đi. Mai Lan Quỳnh nói chuyện hay thế đấy. Tôi bị cộng sản 3 lần nè, tôi mệt quá. Tôi thấy anh là tôi thấy anh mệt lắm rồi đó. Có ai đứng bấm chữ like cho anh là chắc có cùng phe với anh rồi đó, chắc đứng nhìn Hà My nơi đó, nên chỉ đứng like bấm chữ like cho anh là em biết rồi đó. Phải đút lót tiền nó mới cho Đó. ra. Trời ơi mệt quá, anh nghĩ sao vậy? Hồi xưa là anh đi là mấy chục năm rồi ha, anh đi mấy chục năm rồi, từ cái này là từ anh bỏ đi chứ không phải là cộng sản ha, dí đầu vào súng anh đúng không, từ anh bỏ đất nước đi chứ không phải là cộng sản dí vô đầu anh mà anh phải phải đổ thừa. Nghe chưa? Mà cộng sản Có để tội anh với đi đút mới lót. qua bên Mỹ á là Ừ. anh diễm phúc lắm rồi, biết không? Anh sống một cái đất nước rất là nó rồi, thế bây giờ anh đổ thừa cộng sản gì nữa, anh phải cảm ơn cộng sản chứ không phải là anh đổ thừa cộng sản, biết chưa? Nói Em Lan chào Phạm bạn. này, mình có tội mình phải mất tiền mình đút lót cho cộng sản chứ mình không có tội, mắc gì đút lót như tụi tôi chứ tôi không có tội, tôi đút lót ai đâu. Nói cho Hùng Phạm nghe, mày mình có tội phải đút lót chứ, giờ mình đút lót là đấy là một điều rất xấu hổ.
mình làm hư đốn những người cán bộ Việt Nam là đấy, là mình cũng là có một tội đó, đấy cũng là một tội ở Việt Nam này, bây giờ đút lót cũng là một tội đấy. Dạ khỏe anh, các bạn khỏe, dạ khỏe anh, dạ khỏe anh Giác có lên không? Lên thì em mời anh lên. Còn ông Phạm đứng dưới tí đi. Ông Hùng Phạm thì lên chỉ có một câu một, chứ không bao giờ có câu thứ hai. Hử? Hùng Phạm lên có chửi không à, bạn Hùng Phạm lên có chửi không Tại vì á, ông này Phạm thì em cũng có sợ chửi, bởi vì mà ông Hùng Phạm, tại vì cái câu của ông không có tinh tế, đúng ông không? góp sức mà không có tinh tế. Ừ. Bây giờ mình nói Hùng Phạm này, bây giờ các bạn đi nước ngoài chỉ là cái số lẻ thôi, còn Việt Nam gần 100 triệu dân Việt Nam ta đang sống bình thường có sao đâu mà Hùng Phạm cứ kêu là cộng sản thế này cộng sản thế kia. Nếu cộng sản nó xấu như bạn Hùng Phạm nghĩ chúng tôi chết hết rồi, dân tộc Việt Nam làm gì có được như ngày hôm nay. Chỉ đơn giản cộng sản, tôi trả lời cho anh đơn giản thôi, cộng sản á thì anh không còn màng để đi qua qua bên Mỹ để mà ngồi, đúng không? Nếu cái này anh vượt biên, cộng sản để cho anh vượt biên. Còn nếu cộng sản á thì mấy người hồi xưa mà đi lính cộng hòa còn ở lại Việt Nam làm giấy tờ đi đại diện HO, cộng sản cũng làm giấy tờ để cho các người đi qua qua bên Mỹ, cũng làm giấy tờ cho các người. Cộng sản ác ở chỗ nào? Cộng sản quá khoan khoan dung luôn. Nếu cộng sản ác hồi xưa như vậy thì cộng sản bao giờ để các ông đi, đúng không? Mà tối nay cái cộng sản ác là ác cái chỗ nào? Các người sống mà không biết cái biết cho bản thân mình thôi chứ không biết cho những người khác. Còn mà nói ác hả? Vậy hồi xưa lính cộng hòa giết người người dân thì sao? Chặt đầu người dân thì sao? Hiếp dâm người dân thì sao? bây Đúng giờ không? bây giờ bây giờ Hà My cho anh nói đàn Phạm thế, nói đàn Phạm nghe này, một người cán bộ mà ăn hối lộ của bạn không thể đại diện cho cả một cái chủ nghĩa cộng sản được. Hà My ví dụ một người cán bộ nào đó họ mang danh được cộng sản ăn tiền hối lộ của Hùng Phạm này không thể đại diện hết cho cái chế độ cộng sản được, bạn bị ta lừa ta lấy tiền bạn ta ăn thì bạn dạy mà phải chịu thôi, bạn Đi vượt dạy. biên ổng là từ từ kể là đi, ông đi vượt biên là 4 5 lần Đúng là rồi. tàu á, tàu nó gạt cái chủ xưởng tàu gạt gạt vàng bạc của ông mới đi vượt biên qua Mỹ. Chính bản thân ông nói bây giờ ông đổ thừa cộng sản là sao? Bản thân mình làm là mình phải tự nhận chịu chứ không đổ thừa ai hết. Dám làm phải dám chịu mới gọi là có bản lĩnh. Làm rồi bắt đầu đổ thừa cộng sản là sao? Ông nói cũng đúng sự thật. Bây giờ ông sống một đất nước văn minh và tự do thì ông sống một cách đàng hoàng đi cho tốt bản thân của mình. Muốn về Việt Nam mình thì cứ về, bây giờ đất nước Việt Nam đâu có ai cấm đâu. Tao muốn hòa hợp lại dân tộc mà, nhưng các người không chịu hòa hợp dân tộc thì tôi chịu thôi. Đất nước giang tay ra để hòa hợp dân tộc, nhưng các ông có chịu hòa hợp dân tộc không? Hả? Tối ngày để đi biêu 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 ríu đất nước. Các người đã từng về Việt Nam chưa, đã nhìn nhận đất nước Việt Nam chưa? Nếu mà về Việt Nam, đó là tôi nói, tôi là một người dân bình thường đây nè, cầm lên thì phải bỏ được. Chiến tranh thì ai cũng có mất mát. Mấy ông biết bản thân mấy ông này, gia đình tôi chết bao nhiêu người nè mà tôi còn bỏ qua được. Còn các ông còn mạng sống là hạnh phúc lắm rồi. Mấy ông hả? Thì cái gì lúc mà tôi nói thật luôn á, tôi đây nè, gia đình tôi chết mấy mạng người nè, còn trốn sống cô tôi đây nè, tôi còn chưa bỏ cái hằng qua nữa. Còn các ông hả? Còn mang ở bên Mỹ rồi mà tối ngày đổ thừa cộng sản là cái gì? Bao nhiêu Việt Nam đây nhiều lúc có chết cả gia đình người ta còn chưa đổ thừa, còn hàng của các ông hả chỉ mất vài số tiền hả còn đổ thừa, đúng là nhục nhã. Bây Thằng Hùng giờ Phạm này là bên đi đi lính, mà cha mẹ mày là đi bên lính Cộng Hòa. Tối cho anh nói ngày Hùng, cho anh nói Hùng Phạm Thằng mấy Hùng câu Phạm này lại nói như này, vậy anh, không phải như ta Hùng Phạm là không nương nhờ cái câu nói này. công này nói để Hà My nóng thì cho anh nói Hùng Phạm mấy câu này. Hùng Phạm nghe ra này, chế độ nào cũng có quá khứ của nó hết, Đúng. chế độ nào con người nào cũng có quá khứ của nó hết, nhưng mà mình nên bỏ quá khứ để mình hướng về tương lai. Nói Hùng Phạm nghe về chế độ nào nó cũng có quá khứ, nó cái quá khứ thì đẹp cũng cái quá khứ thì xấu, con người ta ai có quá khứ hết thì mình chấp nhận bỏ quá khứ để mình hướng về tương lai. Nó như vậy chứ Mình bây giờ bỏ con người qua ta mà cứ để cứ xây không bỏ dựng đất qua nước quá khứ để mình đi hướng tương lai, mình cứ thù hằn hoài không nên người đâu Hùng Phạm ơi. Con người Bao mình nhiêu phải người biết dân bỏ có quá qua khứ, quá khứ để mình còn đi đúng tiến rồi, tới, bỏ qua quá khứ mình đau tiến thương tới đi, chứ không phải là ôm lại thụt lùi. Đầu đúng óc các rồi. ông là tối ngày thụt lùi vậy á.
Tôi thách các người, cậu không bao giờ các người để lật đổ cộng sản được, nhưng sống phải biết đi tới, chứ không phải là đi đi sống mà để thụt lùi. Cái đầu óc mà các người cứ thụt lùi ốm hẳn hả, cỡ với mấy ông ốm hẳn hả. Ở Việt Nam đây người ta hy sinh biết bao nhiêu người chết hàng loạt, Đúng người rồi. ta còn hả để mà người ta bị còn giang tay ra để hòa hợp lại dân tộc, không bao giờ ai để ý hết. Nhưng các người toàn khơi lại những cái chuyện hồi xưa, là chính bản thân của các người. Đất nước này không ai khơi lại hết, mà chỉ có các người khơi lại cái nỗi đau 43 năm nay rồi. Cái nỗi đau ai cũng phải muốn chôn vùi để đi bước tới, để còn sống tiếp. Mình để nói cho các bạn giáp Đôn Tơn với bạn Hồng Phạm nghe này, mình đã bỏ chối bỏ quê hương, mình trốn đi, đấy là một cái tội rất lớn với quê hương với đất mẹ rồi. Hà Minh nghe chưa? Thì thôi bây giờ mình sang bên ấy, thì mình tìm cuộc sống mới, thì chúng tôi mừng các bạn sang bên các bạn tìm cuộc sống Mà đầu mới, óc của các người cũng mong là các bạn ở bên làm ăn giàu có. Ta về Việt Nam chơi đi, ta bỏ qua quá khứ đi. Có thể là các bạn sai, là có thể chính phủ Việt Nam sai, thì ai sai thì ta cũng bỏ đi. Chứ mình không ôm cái quá khứ để mình thù hận, mình một mình bạn cũng chẳng thù hận được đất nước Việt Nam này. À, mình nghe chưa? Một em mình thì bạn Hùng Phạm cũng chẳng làm gì được. Đúng rồi. À, cho Long Thúy lên chút xíu đó đi. là lấy tay đó. Anh em mình lên đây là muốn để hòa hợp dân tộc, để anh em mình kết nối với nhau, cái chuyện gì bỏ qua. Còn các người thì ngoan cố đổ thừa, Giờ mà trong đất nói nước Hùng Phạm là này mình không sang ai cái ở bên cùng rồi. mình. Thế là mình cũng sang bên đất Mỹ mình sống rồi, thì bây giờ mình không làm gì cho quê hương đất nước thì mình cứ về mình sống cho vui vẻ quãng đời còn lại thôi. Chứ giờ Hùng Phạm cũng lớn tuổi, sống được bao nhiêu năm nữa mình hằn thù làm gì. Hùng Phạm năm nay cũng 50 60 tuổi, sống được 3 năm nữa, được 10 15 năm nữa thì bao nhiêu thời gian đâu mà. Cuộc đời nó nhanh lắm, sống để cho mình Giờ thoải mái ăn chứ, bây giờ mình không cần họ yêu cái đảng, mình không cần họ yêu đảng, nhưng họ đúng chỉ có rồi. cái là đừng bao giờ chọc phá đất nước và đừng bao giờ xuyên tạc đất nước. Mình không cần cái đảng là mọi người yêu, cho dù mấy người yêu yêu cộng hòa của mấy người, mà nhưng tốt nhất đừng lên chống phá đất nước. Cái dù đừng có xuyên tạc rồi nói đảng á. Tôi nói thật ra các người ha, thì để cho em nói một câu này đi, mấy người này không bao giờ nói bình thường. Tôi nói thì các ông đã còn cái màn sống mà qua bên Mỹ á thì tốt lắm rồi, đừng nói câu mà chữ hận nằm ở đây. Còn ở Việt Nam ở đây người ta hận ai bây giờ, ta chết hết cả nhà hận ai giờ. Còn cái màn của ông, còn cái màn chó của ông Hùng Dũng Phạm này, cứ cái bằng màn chó đi, cái màn chó của ông á là ông vượt biên 5 lần thì ông mất tiền mất bạc, là ghê người ta lừa gạt của ông, thì ông còn cái màn chó của ông á, cái màn tôi kêu ông bằng cái màn chó đó. Còn vợ còn con mà để mà qua sống một cái đất nước thế giới bên cái khác thì ông diệm phúc lắm rồi. Còn ông gây cái mặt ở đây mà ác hả, cộng sản mà ác với ông, tôi nói thật hả, hồi xưa mà ông mà còn cái màn của ông á, cộng sản nó dí vào đầu nó bắn chết mẹ ông rồi, không phải tới giờ này mà ông mà chui qua bên bên đất nước Mỹ rồi ông chia cái mỏ về đây ông kia cộng sản á. Tôi nói thật á, mà con người của ông á ở một đất nước văn minh mà cái đầu ông càng ngày càng lú lú dần, là con người của ông là ngoan cố. Cỡ với ông hả, cộng sản ông có về hay không, cộng sản cũng cần như cái loại của ông, là vì lý do cái loại mà người mà không biết để bỏ cái hận thù đi để mà còn đi tiếp tới để về quê hương. Còn cái màn của ông ha, cái mặt của ông là cũng đất nước này cũng cần cái loại người với ông, tại cái loại của người của ông là thứ bò không biết quê hương không biết nguồn cuồng gọi, thì cái màn của ông ha, thì giết chó vậy thôi. Màn của ông hả, còn màn sống mà qua mì mà ngồi khối ăn 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 bơ mì phản bội lại đất nước mà cộng sản để tha cho ông một vượt biên như vậy á, là còn cái màn chó của ông là phước lắm rồi. Cộng sản ác ha, lấy súng ra tôi bắn tét đầu luôn á, chứ đừng có nói ông chết Cộng bao đây, sản gia đình ta chết bao nhiêu màn đây, để người ta nói không ôm hận, người ta cho phải giáng tay để cho ông đi về để hòa hợp và dân tộc, nhưng ông không biết quý trọng, chưa bao giờ đất về đất nước Việt Nam mà ông ngồi bên ông thắng như thánh, ông nói là cộng sản ác mà. Cộng sản ác chính mấy triệu dân của ta đây này, đất nước của ta càng ngày đi lên này, càng ngày đi lên tất cả mọi thứ. Các ông hả, rồi. 43 năm này ngồi gáy với chó bên khu Cali đó, gáy với một con chó, lật đổ được cộng sản được không, có dân đứng dậy không, nhiêu đó đủ hiểu rồi. Mấy ông từ lừa dối bản thân, lừa dối bản thân không nhìn nhận lại bản thân, chỉ ôm khư khư cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của ông á, nô lệ có lá cờ của các ông, không biết nhục. Rồi cho anh nói mấy câu anh xuống nha. Nói với bạn Hùng Phạm với bạn
bạn rót môn tần nghe này, câu ca người ta nói là không có bạn bè vĩnh viễn mà không có đối tác vĩnh viễn, chỉ có lợi ích thì vĩnh viễn thôi. Mình bỏ qua cái quá khứ đi, để mình về mình đạt được cái mục đích cuối cuộc đời mình, về thăm quê hương sống cùng với đồng bào dân tộc mình đi, về đi hòa nhập thôi. Bây giờ mình cứ hằn thù mãi cũng chẳng làm gì được ai, cho đầu óc nó thanh thản thôi. Thì thôi mình chào các bạn diễn đàn nhé, cho Hà My, cho Long Thủy hoặc là cho Job Minh Tần lên đi, cho mọi người là nói một tí chào các bạn nhiều nhá. Có gì thì nói nó sai cái gì thì các bạn thông cảm. Hà My cho anh ra đi. Không phải là sai đâu anh, mình nói mình sai là không có đúng, anh đừng nói Không, câu ví mình dụ sai. mình lỡ mình nói gì không sai với đồng đội mình ấy, ví dụ Không, mình sai với cái này cũng lợi mà dưới này đồng bào mình. comment họ chửi rất là nhiều, còn nói câu mình sai là mình không có sai. Đối với em là không Không, đừng nói câu sai. câu câu mình sai là mình nói với đồng đội mình, nói với bạn bè mình trên mạng này, mình lỡ nói gì sai với bạn bè thì mình xin lỗi bạn bè, em thấy chưa? Mình không Nói có với sai. đồng đội bạn bè Cái này mình, mình nói còn những đối người này dưới thằng Hùng Phạm với comment, còn mình là không có sai. Làm gì mình sai? không thì Họ sai, mình mình là không có sai. mình cáo lỗi chứ với bạn bè mình, đồng nghiệp mình thôi. Còn đối với Hùng Phạm thì mình nói như vậy là đủ rồi, đúng rồi chứ có gì sai đâu. Thì về cố gắng mà làm đi, về thăm quê cha đất tổ, mình giao lưu với những người cộng sản rồi mình cảm Anh thấy Long người nó Thủy nhẹ có nhõm cao ra. Rồi chào nhá anh. em chào anh Tâm. Long Thủy cũng có cao không? Anh nào lên em ok. Anh Long Thủy cũng có camera. Cứ anh đừng anh có. Cộng sản á, không có câu nào mà ngon lành được được hết á. Ông không có cái câu nào mà ông ngon lành hết á. Có người cái nào của ông là bí gì á. Anh Long Thủy không có camera. Người mà còn tiếp thu thì còn nói được, còn cái loại với ông thì khỏi đi. Cộng sản mà ác hả, ông chết mẹ cách đây mấy chục năm rồi, ở đó ngồi đó mà ông cứ sùa sùa một cách mà không biết cái cách gì ở đó mà nói. Anh Việt, anh Tâm lên không em ơi? Tại anh Việt, anh Long Thủy không có camera. Rồi anh Tâm, em mời anh lên tí xíu coi. Lâu quá anh không lên nó chịu. Ổn chưa? Ổn chưa? Em đang mời anh Tâm á. Đây tôi đâu có chửi ai mà chửi khủng hoảng, tôi đâu có chửi ai làm cái gì. Mời tôi lên hả? Tôi lên ngồi nói chuyện đàng hoàng chứ cái câu ông lui tới là ông cứ đổ thừa cộng sản vượt biên năm ba lần, năm ba lần, năm ba lần rồi bắt đầu ông đổ thừa cộng sản. Cộng sản nào dí đầu ông bước lên tàu đâu, cái nào cộng sản dí dí đầu ông á bước lên tàu thì ông còn đổ thừa tôi được. Tiền thì tao nó lừa gạt ông, nó ăn cộng sản đâu dí dí súng vào đầu em, mày phải bước lên tàu bước qua thế giới khác thì ông còn nói được. Nên đang mà anh Tâm mà sống lâu quá. Lên nào hả? Ừ, anh Thủy, anh Long Thủy lại không có camera. Anh cái mạng anh Long Thủy nó ấy quá vậy. Chào người Ngoan. đẹp, vừa đi nhảy về trong tát mồ hôi lắm rồi vào đây là thông não của bọn ba que. Chào anh Long Thủy, chào cả nhà nhé. Lên nói mỗi câu cái thằng Đan Phạm này thôi, chào cái thằng Đan Phạm một câu, đi xuống đi cày tiếp. Cộng sản ác mày bú cặc cho cộng sản không, mà suốt ngày bảo cộng sản ác. Hả? Suốt ngày bảo cộng sản ác, ác thì ác nó bắn bỏ cả làng nhà mày, cả cái dòng họ nhà mày rồi, mà cho mày sang Mỹ thì đấy, bây giờ mà la là thùm này. Hả? Ác tao đấy, các cụ mà ngày xưa ấy, mà gặp tao bắn bỏ chúng mày rồi, để chúng mày giống cái loài chó hoang sủa bậy cắn nhằng cả thằng Mai cả Tyson này, lũ chó bà què chúng mày. Ác mà ăn cặp cho cộng sản không, về mà ăn 43 năm mày ăn chưa chán à, sủa nhắng ấy. Hả? Tao bưng bô cho cộng sản đấy, cái lũ mày có được bưng không, tao thì điền nó phải về Việt Nam tao bưng này, còn không được bưng này, cái lũ chó chúng mày đang đan phạm này, đan phạm này. Cộng sản ác mình bú cặc cộng sản đi đỡ mệt, cho anh xuống thế được rồi.
loại chó này nói mệt lắm. Lên câu đó hả? Thế thôi, cứ tặng. Lên được câu, lên được câu nghe ngon quá. Có câu ngon quá đi xuống luôn. Anh lên hả? Rồi. Chờ anh ơi, giác lên. Giác tôi còn cho lên, còn Hùng Phạm tôi chưa cho lên đó. Tại Hùng Phạm chỉ có câu một à. Anh giác tôi cho lên. Rồi, chào anh. Chào, xin chào Diễn Đàn. Trời ơi, sao mà chửi nhau dữ quá vậy, nghe nhức đầu quá. Em không phải chửi, mà em chửi là ông Hùng Phạm á. Tối ngày ông vô là con súc sinh với con hút đồ không à. Ai chửi thì em chửi người đó. Mình hãy dừng những cái lời nói nặng nề đó đi, đừng có nói những lời nặng nề đó, nó nghe nó mất thiện cảm lắm. Nhưng chúng ta gây những cái không thành bây giờ cái thiện cảm hay không á là tùy. Bây giờ anh lên chia sẻ đi, anh chia sẻ đi anh lên khuyên vậy thôi. Chúng ta không có nên chửi nhau những cái lời nặng như vậy, làm mất cái tình đoàn kết với lại gây cái thành kiến trong lòng, không nên. Thôi anh có lên gì nè, cái tình đoàn kết hay không á, tụi em thì lúc nào cũng sẵn sàng đoàn kết, nhưng họ lại không chịu đoàn kết thì em chịu thôi. Thôi bây giờ anh lên chia sẻ đi, chứ còn anh không có khuyên được đâu. Tùy theo người, có người thì em đoàn kết được, có người em đoàn kết được vậy thôi. Ok. Anh thì bây giờ anh lên đây chia sẻ. Anh có này, anh gặp các em, các bạn như Chu Phán, Chu Phan với lại em bây giờ anh rất là vui, rất là niềm vui. Dạ. Thì anh cảm thấy rất là điều kiện tốt để cho anh em mình nói nhịp cầu với nhau và làm cho anh hiểu thêm về mới về Việt Nam. Thì anh nghe nói là sắp tới đây là có cái luật an ninh mạng ra thì sẽ cắt đứt những cái đường liên lạc của chúng ta. Thì điều đó có phải không em? Thì hay là những người nào ở trên diễn đàn này biết gì về cái dạ cái này thì cũng y như bên Mỹ thôi mà anh. Nó cũng y như bên Mỹ mà. Thì đường mạng thì cũng y như bên Mỹ. Bên Mỹ sao thì Việt Nam vậy thôi. Anh biết rồi anh nói, nhưng mà bên Mỹ nhưng mà có cái luật an ninh mạng mà, thì Việt Nam cũng vậy. Thì em trả lời vậy cho nó gọn đi. Thì anh đúng không? Bên Mỹ thì nó có cũng luật an ninh bên mạng, thì Việt Nam cũng y như bên Mỹ. Thì anh thấy có gì khác không? À, có nghĩa là nếu mà năm tới đây mà luật an ninh mạng được ban hành thì mình vẫn cứ liên kết với nhau được phải không? Ok. Thì nó cũng y như bên Mỹ chứ đâu khác gì đâu. Đâu có cấm đoán gì đâu anh. Bên Mỹ thì sao thì Việt Nam cũng vậy. Thì em nghĩ vậy đó, thì bình thường vậy thôi, chứ không có gì mà khác hết. Bên Mỹ nó cũng có cái luật an ninh bên mạng, thì Việt Nam cũng thế mà thôi. Giống vậy. Tại vì anh hiểu, sai anh hiểu, là hiểu lầm. Anh sợ là nếu mà luật an ninh mạng, luật an ninh mạng ra là anh em mình không nói chuyện với nhau được nữa, hiểu chưa? Bình thường bên Mỹ sao là Việt Nam vậy thôi. Thì bên Mỹ thì nó canh những như thế nào thì bên Việt Nam cũng vậy thôi, khác gì đâu. Có anh nào lên phản biện mấy cái này thì, biết hiểu biết thêm thì lên chia sẻ thêm với anh Giác nha. Okay. Nhà mình nghĩ gì đó, bên Mỹ sao thì Việt Nam vậy. Vậy hả? Vậy chắc mai muốn anh dọn về Việt Nam anh ở nha. Ừ, ok, vậy là càng tốt. Đấy, cái gì mà anh về được Việt Nam thì quá tốt luôn, không khác gì hết. Anh dọn về anh ở bên em nha. Lên đây đừng có tán gái. Lên đây đừng tán gái anh ơi. Đừng có chơi, đừng có chơi mà, đừng có chơi pha màu, biết không? Hồi nãy em nói là anh đẹp trai quá, em thích anh mà. Em cua anh trước rồi anh. Ok, có, em nói anh. Em thấy anh chân cái hình nè. Em thấy anh cái chân cái hình anh Lý Tử Long. Tại em mê Lý Tử Long lắm mà anh chân hình tên Lý Tử Long chứ không phải là hình anh đó. anh còn đẹp trai hơn Lý Tử Long nữa đó. Ôi trời ơi, trời thôi lên đây đừng tính gói nữa. Là lâu cái chui mặt lên kỳ quá không được rồi. Anh nào lên phạm miền cái này đâu rồi? À, Hạnh Phúc đâu rồi? Ai à, Thảo còn không? Hai đứa em. Ok, coi chị coi. Thấy núp núp đâu rồi? Anh Long Thủy không có camera. Thấy thấy Hạ My hát karaoke thấy hát hay quá mà. À, mời anh Tất Sừng Mai. Đúng rồi, mời anh Tất Sừng Mai lên thôi. Đúng rồi. Trời, có mà sợ cái gì nữa. Thanh Minh ố là la đâu rồi. Rồi anh còn hỏi gì nữa không? Anh Trường Mai lên trả lời luôn. Dạ rồi, anh hỏi xong rồi. Còn hỏi gì nữa không anh? Không. À vậy thôi, anh xuống đợi 5 phút, đã có gì thắc mắc nữa lên trả lời tiếp nha. Ok, để em mời anh Trường Mai lên. Yeah. Ok.
Trời ơi khổ quá, đeo kiếm còn còn có ở bên rồi đó, thấy chưa? Chơi chơi hàng khác người ta không? Em chào anh nha. Anh Danny Nguyễn, lâu quá. Anh Trần Mai đâu rồi? Ông Tâm, em kêu anh Tâm đi. Anh ghi tiếng nước ngoài em đọc không được, kêu anh Tâm. Lâu quá. Dạ em chào anh khỏe chưa? Lát nữa anh lên chia sẻ nha. Anh khỏe chưa anh? Lâu ta anh Tâm gửi yêu cầu cho em đi anh Tâm ơi, gửi yêu cầu cho em đi, sao em mời anh chưa được nơi, để em không biết em kết bạn với anh chưa, để em đang mời anh lần nữa nè, có chị đang mời, ảnh còn xem chị mà, anh còn xem chị nè, mà chị mời chưa được nè, sao vậy? Từ chối hay sao vậy, hay màn rớt đó. Anh đang làm việc á? Ừ thôi anh đang làm việc thì thôi, để hạnh phúc lên. Khổ quá. Em chào chị, em chào mọi người, em chào anh Tyson nha. Thì cho anh Boss Tân đó thì ảnh mới nói về vấn đề gì chị? Em chưa có coi được, em mới đi bới cơm. Ăn lên trên mạng hay em có cấm đoán gì không, rồi coi lên mạng để nói được không đấy, thì chị hồi nãy chị cũng trả lời anh ấy, bên Mỹ cũng có luật an ninh bên mạng, thì Việt Nam Mỹ sao thì Việt Nam vậy thôi. Bây giờ Phúc Phúc hỏi một điều đơn giản với anh Boston này. Ví dụ nha, em ví dụ như bây giờ anh không giết người mà em đi vu khống cho anh á, anh giết người, em lên trên cái diễn đàn của Facebook á, em vu khống cho anh là một cái người giết người á, thì anh nghĩ như thế nào? Đó, thì cái gì nó cũng có luật ở trong cuộc sống này, luật. Xe cộ, nói chung là đường xá, nói chung là tất cả mọi thứ trong cái cuộc sống này Ý anh đều nói có ở luật Việt hết. Nam mình đó, luật an ninh bên mạng nếu mà cấm á, có lên trên mạng cô giao lưu như vậy có được hay không, mà chị hồi nãy là chị trả lời với ảnh á là bên Mỹ sao, bên Mỹ tại bên Mỹ nó cũng có luật an ninh, thì Việt Nam cũng vậy mà thôi, đều giống nhau vẫn lên bình Không, thường. thì cái này là ý em nói á, là tại sao người ta phải ra luật an ninh mạng. Tại vì mọi người biết á, là bây giờ lên trên cộng đồng mạng thì mọi người đã biết nó phức tạp đến cỡ nào, bao nhiêu cái những cái xuyên tạc, những cái điều mà bị đặt không có để mà quy chụp cái tội cho người khác. Thì ví dụ như bây giờ mình không làm sai, ví dụ như bây giờ em nói anh Jack Boston nghe này, ví dụ đặt trường hợp anh thấy cái người đó không tốt, anh thấy một cái người đó làm trong chính quyền họ không tốt, anh có thể là nhờ cộng đồng mạng này đưa lên cái tin đó là nhờ để mà nhà nước người ta can thiệp, nhưng với điều kiện cái thông tin nó phải chính xác, anh hiểu không? Cái luật là như vậy, là có nghĩa là mình không có sai. Còn ví dụ như bây giờ tự nhiên cái em ví dụ như anh không có giết người, mà bây giờ em lên trên cái đó em ngồi em nói với người ta là anh là đi giết người, anh là làm hại người này người kia, thì có phải là em đang là xuyên tạc, là đang vu khống anh không? Anh là một cái người không có tội mà tự nhiên em vô tình em biến anh thành người có tội, và những cái người người ta không biết, người ta sẽ hiểu lầm về anh. Thì đó, cái luật an ninh mạng nó sẽ không có cho phép chúng ta làm những cái việc như vậy, như cái vấn đề mà cắt ghép hình ảnh rồi xúc phạm rồi bôi nhọ này, cái đó thì thực sự ra cái đó cũng là giúp ích cho những cái người mà chân chính, như là những cái người yêu nước trong nước Việt Nam này, hoặc là những cái người đàng hoàng tử tế, người ta sẽ không có bao giờ người ta bận tâm đến những cái vấn đề đó, tại vì có bao giờ họ làm như vậy đâu. Nhưng mà có những cái kẻ mà anh thấy không, họ luôn xuyên tạc, họ luôn bịa đặt, họ luôn vu khống. Tất nhiên là ở đây là những cái việc mà đúng chính xác thì mình vẫn có quyền mình lên tiếng, mình nhờ cái cộng đồng mạng để mà can thiệp vô, để nhờ pháp luật người ta can thiệp vô, thì cái đó chấp nhận được. Chứ người ta không có chấp nhận là mình xuyên tạc, mình cắt ghép hình ảnh, mình vu khống, mình nói những cái việc không đúng cái sự thật, là cái luật đó người ta không có đồng ý. Nên cái luật để đưa ra làm cái gì? Để bảo vệ những cái người chân chính,
những cái người làm đúng cái chức trách ở trong cái cuộc sống này, chứ không phải là người ta bảo vệ cái vấn đề sai trái. Nên á, những cái người mà chống cộng cực đoan họ lợi dụng cái luật an ninh mạng để mà họ xuyên tạc, là tại vì sao? Tại vì họ toàn làm những cái việc sai trái không à, rồi họ cứ nói là sau này sẽ không có lên được Facebook, bên Việt Nam sẽ cấm hết tất cả mọi thứ để bóp họng dân này kia nọ, thì cái đó là hoàn toàn là sai lầm nha, hoàn toàn là không sai. Có cái đó, nói chung là cái luật người ta đưa ra cái gì là người ta phải có là suy xét, người ta phải tìm hiểu, người ta phải nói chung là làm sao để cái luật đó nó hợp tình hợp lý, và người ta phải đem ra trên thế giới để trên thế giới người ta thừa nhận cái vấn đề đó, rồi bên Việt Nam mới áp dụng vô, chứ không phải là Việt Nam nó muốn đưa ra cái gì đưa. Nhưng mà bây giờ Phúc chỉ nói đơn giản một điều, cái luật là để giúp cho con người ta sống tốt hơn, chân chính hơn, chứ không có để giúp cho, chứ không có phải mà tràn gian đại hải mà giống như là những cái gì mà người ta đang lộng hành ở trên cái cộng đồng mạng này. Dạ. Yeah. Nói chị lấy uống nước miếng nha. Dạ. Yeah. Yeah. Nên á, bây giờ em nói cho anh Jack Bolton nghe này, nếu mà anh là một cái đứa ở một cái đất nước văn minh, anh là một cái người có hiểu biết, thì tất nhiên khi mà anh nghe bất cứ một cái thông tin gì đó thì anh phải nghe hai chiều, và bất cứ những cái việc gì diễn ra trong cuộc sống nó đều có hai mặt của nó, chứ không phải là nó diễn ra một mặt. Có nghĩa là khi mà anh nghe một cái việc này thì anh phải đi tìm hiểu coi cái đúng là giống như là cái việc người ta nói là như vậy hay là không. Tại vì rõ ràng ở bên Việt Nam là một cái chuyện khác, mà khi mà qua bên tới Mỹ nó thành một cái chuyện khác nữa. Thì thành ra bây giờ anh chỉ ở bên đó anh nhồi nhét bởi những cái thông tin của những cái đài, những cái bài báo của trang chống phá Việt Nam, thì anh cứ nhìn Việt Nam bằng cái con mắt là nó tiêu cực, nó không tốt. Trong khi bây giờ ở người ở Việt Nam, ở chúng em ở đây, em tận mắt chứng kiến hàng ngày với những cái gì diễn ra trong cuộc sống mình, thì không lẽ là bây giờ tụi em không tin chính cái cuộc sống của mình mà em lại đi tin ngược những cái lời mà vu khống bịa đặt ở bên Mỹ? Tại sao nó rất là vô lý vậy? Nó rất là vô lý, không có thể nào mà chúng em mà chấp nhận cái việc là như vậy. Tất nhiên là khi mà nói một cái vấn đề gì đó là người dân Việt Nam, anh thấy một cái người dân bây giờ, người ta là một cái người dân nông thôn, người ta đi trồng trọt, người ta đi chăn nuôi, nhưng mà khi mà người ta lên trên cộng đồng mạng này, người ta nói chuyện rất là văn minh, rất là tri thức, chứ không có giống như là cái bọn bao que xỏ lá, không có giống như những cái thành phần chống cộng cực đoan mà nói là xuyên tạc, là chửi rủa người ta. Dân Việt Nam á, thực sự với anh, người ta rất là văn minh, rất là tri thức, mặc dù họ là những cái người không có học cao, không có phải là dân mà tri thức, không có phải là dân mà cái kiểu là những cái người mà thành công trong cuộc sống, một cái người dân bình thường thôi đó. Thì tất nhiên là bây giờ những cái việc gì diễn ra trong cuộc sống, ai cũng muốn sống cái điều sống sự thật hết á. Bây giờ em hỏi anh Jack Barton này, anh có muốn cái cuộc sống này là mình có một cái niềm tin về cái sự thật không? Tất nhiên anh là bây giờ là không có camera nha, anh thoát ra đi rồi vào lại. Tất nhiên là ở đây là ai cũng muốn sống bằng cái sự thật hết á. Và bây giờ nó đưa ra những cái điều không thật thì người ta cũng phải đi tìm hiểu có cái việc đó nó có thật hay là không. Rồi người ta tìm hiểu xong rồi người ta mới tin hay là không tin. Chứ không phải là nghe một cái đùng cái là vội vàng để mà tin theo, để mà vội vàng mà kết luận một cái sự việc gì đó. Nói thiệt với anh, này là Phúc cũng tâm sự biết rất là nhiều lần rồi. Thời điểm trước, Phúc đọc những cái bài báo, trang báo của những cái bài đài mà chống cộng cực đoan, hoặc là những cái video clip mà được đăng lên YouTube về cái những cái đài chống cộng cực đoan ở bên Mỹ. Phúc không có phân biệt được là cái nào là của Việt Nam, cái nào là của Mỹ, và Phúc cũng bản thân Phúc cũng đã tin theo những cái vấn đề đó. Thì để cái đến cái ngày mà ngày 10 tháng 6 á, thì tự nhiên nó xảy ra một cái vấn đề mà bạo loạn biểu tình. Thì lúc đó nó cho Phúc một cái suy nghĩ là tại sao người đất nước mình đang bình yên mà tại sao bên những cái người chống cộng cực đoan họ lại muốn có cái việc đó xảy ra. Thì lúc đó Phúc mới đi tìm hiểu là cái thông tin đó là như thế nào, có thật sự hay là không. Thì bây giờ nếu mà Phúc tin theo những cái lời của họ thì không khác nào Phúc đang chống lại chính cuộc sống của mình. Mọi người có thấy như vậy không? Tự nhiên bây giờ cuộc sống đang bình yên, cuộc sống đang phát triển, mà đi nghe theo lời những cái lời chống cộng cực đoan nói là Việt Nam thế này thế nọ, rồi đi tin theo những cái người đó, tự mình đi cầm đá, cầm dao, cầm đồ ra mình đi đốt phá chỗ này chỗ kia, thì có phải là bây giờ mình đang chống cái cuộc sống của mình hay là không?
nó anh thấy đó cái đợt mà ngày ngày mười ngày mười mười tháng sáu á, nó gây cho Việt Nam biết bao nhiêu cái thiệt hại về kinh tế, và thực sự đó anh Long Thủy, những cái người chống cộng những cái người chống cộng cực đoan là họ lại muốn như vậy. Còn đất, dĩ nhiên trong đất nước Việt Nam chúng tôi thì chúng tôi đâu có muốn là đất nước tôi bị như vậy đâu. Thì lúc đó tôi hiểu ra cái sự việc, tôi hiểu ra cái mục đích của cái những cái người chống cộng cực đoan. Họ làm như vậy để họ làm cái gì? Chẳng qua là họ chỉ muốn chống phá Việt Nam để mà họ vì một cái mục đích, vì một cái quyền lợi gì của họ thôi, chứ họ không có yêu thương gì ở đất nước Việt Nam tôi chúng tôi hết. Thì bao nhiêu cái hệ lụy diễn ra, nông sản thủy sản thời điểm đó không có xuất được cho nước ngoài, nói chung là biểu tình rồi đốt phá công ty này kia nọ, rồi những cái người làm trong công ty đó thì bị mất việc, rồi những cái người mà đi du lịch ở Việt Nam họ thấy Việt Nam mà bạo loạn như vậy họ cũng ngưng lại hết những cái hợp đồng du lịch ở Việt Nam. Thì anh nghĩ đi, bây giờ em nói như đó tôi thì là một anh người hiểu rồi, để coi thử anh có muốn trả lời gì nữa không, rồi cho anh lên phạt lại một lần nữa, ok mình đó, nói thì vậy là em anh hiểu. nói em nói một Bùi em nói nè, một cái này thôi. Chắc Sơn Bùi nè, thôi đi cha, không hiểu Chắc Sơn Bùi có đời nào biết hiểu đâu mà cần nói câu đó. Chắc Sơn Bùi thì không bao giờ hiểu đó, mình chào Chắc Sơn Bùi, mình vô Chắc Sơn Bùi cũng không hiểu. Còn anh Giác có muốn lên tìm hiểu gì nữa không thì ok. Rồi có Thảo đây nè, với là Hạnh Phúc đây, có gì trả lời cho anh đấy, có cần lên thì ok, thì để có Hạnh Phúc đây với Thảo đây nên chia sẻ cho anh hiểu thêm. Yeah, Đăng Linh là mình tất nói nhiên vậy tất là anh nhiên. hiểu rồi. Phúc rất là thiện chí với những cái người mà người ta thực sự thật tâm để mà người ta tìm hiểu về quê hương đất nước. Thì bây giờ em nói chị nói một điều đơn giản với anh Jack Boston, bây giờ anh không có nhất thiết là anh phải nghe bất cứ một cái người nào hết, và anh phải nghe chính cái lương tâm của cái con người của anh, với cái ánh mắt và với cái lỗ tai của mình, về để mình cảm nhận được những thứ, những cái mà mình đã bị mà nghe trong một cái thời gian quá dài. Thì Đúng muốn rồi. được như vậy thì anh thử anh đi về Việt Nam thử một lần, anh cứ bỏ một thời gian ngắn anh đi về Việt Nam, anh đi từ hết tất cả những cái vùng này sang vùng kia, anh xem Việt Nam nó có đúng giống như là những cái gì mà người ta xuyên tạc, người ta bịa đặt hay là không. Anh phải tin bản thân của mình chứ, và trước khi mình tin bản thân của mình là mình phải nhìn, phải thấy, phải nghe, mình hiểu được tất cả những cái diễn biến đó nó có thật sự là giống như những cái gì mà người ta xuyên tạc hay là không. Thì lúc đó anh sẽ có cái tự câu trả lời cho mình, chứ không phải là bây Sư giờ tô cũng có luôn. em lên em nói cái này, anh nói là em bưng bô cho cộng sản, em là thế này thế nọ, em là bò đỏ này cái nọ, thật sự không phải. Chúng em là chỉ là những cái người dân bình thường thôi, chúng em bức xúc những cái lời xuyên tạc bịa đặt của cái bọn mà chống cộng cực đoan bên, chúng em mới lên tiếng, chứ chúng em chả có nhà nước nào không có trả tiền cho những cái người dư luận viên, chúng em là những cái người dân bình thường, cái tri thức và nói chung là về cái trình độ thì nó trong cái tầm hạn chế thôi, còn những cái người dư luận viên thực sự á, là họ phải có được đào tạo bài bản, và họ phải có cái tầm nhìn và có trình độ rất là cao, nhưng mà họ không có làm những cái việc tào lao về đâu. Thì nếu mà mọi người cho ở đây là dư luận viên, thì mọi người cho những cái thằng mà Benny Trương, Tân Thái, Rosa Đào, Lisa Phạm, nó có phải là dư luận viên không? Cái cộng đồng Facebook này, tại sao người ta, cái bọn mà chống cộng cực đoan lên trên mạng được, lên để mà xuyên tạc, lên mà dùng cái mạng Facebook để mà xuyên tạc được, thì tại sao không cho người dân người ta lên người ta phản ứng? Khi mà người ta lên phản ứng thì cứ cứ nói người ta là dư luận viên, nói người ta là bò đỏ. Mọi người có vô lý ngay cái chỗ đó thôi, là mấy người đã thấy, các người Em đã độc chào đoán độc tài rồi. rồi anh Toto muốn lên tí xíu với em. Ok, giờ em xuống nha. Ừ, đợi tí xíu nha, lát có anh nào thì anh phản biện thêm, mời anh thử nha. Anh tôi cũng không có đâu, anh thoát ra hẳn luôn cả, nói chung là cả anh Long Thủy cũng không có luôn, thoát mấy anh thoát thẳng hẳn ra luôn rồi vào lại Facebook á, chưa có camera nè, thoát hẳn luôn á, thoát hẳn ra ra thì Jackson Bùi là bị đầu phẳng rồi, Jackson Bùi là đầu phẳng rồi, không bao giờ được, cũng không được luôn anh ơi. Anh thoát ra chưa? Có rồi, có chưa ta, chưa chưa có luôn anh ạ. À, anh thoát ra hẳn luôn đi rồi anh à, giống như là anh vào Facebook lại từ đầu đó, anh vào lại từ đầu á, anh to to nè, anh thoát ra hẳn luôn rồi vào lại, không có camera anh Long Thủy cũng không có, anh dẹt lên mà mở anh lên lại lần nữa cơ.
Anh thoát ra hẳn đi rồi anh vào lại. Anh nhất cũng không có luôn này, anh thoát ra lại đi. Nghe mấy tụi mày nghe tức lắm gì, cái này là mình người dân để buồn muốn để cho hiểu thêm. Cô tức cũng chả làm gì được, nhưng mình có chịu hiểu hay không thôi. Ừ anh đợi tí xíu nha, em lỡ mơ với anh giác tí xíu rồi lát anh lên thẳng miệng anh tô tô có rồi Chào Phúc, anh cảm ơn Phúc đã trả lời cho anh cái thắc mắc của anh về cái luật an ninh mạng. Thì thực ra anh không có hiểu cái luật an ninh mạng như thế nào cho nên anh hỏi thì em trả lời như vậy. Anh cảm ơn em. Anh chỉ nghĩ là anh sợ là cái luật an ninh mạng có nghĩa là cái luật an ninh mạng có nghĩa là bủa vây những cái mạng của Việt Nam không cho đi ra bên ngoài. Thành thử ra anh chỉ nghĩ như vậy mà anh hỏi thôi. Anh chỉ nói là anh sợ là cái luật an ninh mạng ra đó thì cắt đứt sự liên hệ của anh em mình trên Facebook này, có nghĩa là các em có thể nói chuyện với nhau trong nước thôi, không nói được những người nước ngoài, thì anh nghĩ vậy thôi. Còn anh thì không bao giờ nghĩ em là bâng bô hay là nịnh bợ gì hết, anh không bao giờ nghĩ vậy. Anh nói thật là anh cũng không muốn phát biểu một cái câu nào để làm đau lòng của người khác, thì anh không có. Những cái gì người ta suy nghĩ sai thì nếu mình nói, mình giải thích cho người ta hiểu được thì tốt, đừng có nên xài những cái lời mình nặng nề để làm đau lòng những người khác thì không nên. Với lại anh nghĩ là những cái lời nói yêu thương thương nhau thì tốt hơn là hết, mặc dù em biện hộ cho chế độ của Việt Nam hiện tại. Anh thì anh không có biện hộ cho một chế độ nào hết, anh chỉ nói lên cái tình người của mình thôi. Thắc mắc những điều gì anh thắc mắc anh hỏi. Còn anh không bao giờ nghĩ Thu Hà, Hòa My hay là Phúc, hay là anh Phúc từng giờ là bâng bô, anh không có, anh không nghĩ gì vậy. Thì anh chỉ nói như vậy thôi, anh thắc mắc thì anh hỏi vậy thôi. Thì anh cũng khuyên những cộng đồng mạng ở bên phía chống lại chính quyền cộng sản thì chúng ta cũng không nên chửi Hồ Chí Minh là trâu là bò hay là chó gì hết, không nên. Dẫu sao này nữa người ta cũng là một con người, mình không nên xài những cái từ nặng như vậy nói, mà bởi vì nói như vậy nó không có ích lợi gì hết. Các bạn nên nhớ là bạo động thì không bao giờ đánh thức được đối phương, thành thử ra chúng ta dùng những cái lời nhỏ nhẹ nói với nhau. Những cái gì chúng ta thấy sai thì chúng ta hỏi một cách đàng hoàng, không có nên xài những cái từ gọi làm nhục người ta, gọi người ta là chó là mèo là trâu. Dẫu sao đây nữa người ta cũng là một cấp lãnh đạo của một chính quyền, và nếu chúng ta thực sự muốn làm cho người ta tỉnh thức, muốn cho người ta thấy những cái sai của họ người ta thì mình phải chứng minh, mình phải dẫn chứng là người ta sai như thế nào. Còn nếu mà mình lên đây mình chửi người ta là trâu là chó là mèo thì tất nhiên là mình như vậy, cho mình làm như vậy tức là mình chọc giận người ta lên, và cái điều đó không có lợi gì hết. Thì anh chỉ phát biểu như vậy thôi. Rồi bây giờ trừ anh để nhường diễn đàn lại cho người khác nói chuyện nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ ok. Dạ cảm ơn anh. Tô Tô này, để mời anh Tô Tô lên tí nè, dắt sang một đôi chút. Em đang mời anh á. Hết pin rồi, em ngủ đây. Mà rồi ok em. Rồi em chào anh. Chào mọi người. À, hiện tại anh Tôi đang ở ở Hải đâu? Phòng Dạ. rồi, muộn năm ra không không nắm mặt đèn. Dạ Qua cũng được lời mà. anh dắt anh nói thì tôi không cần. Không có nghe rõ anh, màn hơi yếu á. Màn anh hơi yếu anh. Alo. Alo. Mà anh bị hơi yếu rồi. Hơi yếu rớt à. À giác sân bùi nè, lên thì mà nếu mà nói chuyện có cụ thể á thì Hà My mời lên nhé. Còn mà nói nữa là Hà My đá xuống á. Đúng không? Màn đứng rồi. Màn chị mạnh không em là hạnh phúc. Lên thì nếu hỏi thì có người khác trả lời, chứ còn mà nói là bưng bô rồi đồ. Hà My đang mở giá sân bùi, chắc anh bị rớt mà anh yếu lắm mà. Anh Long Thủy cũng không có.
mà ngồi đấy. Hello Hà Huy, phải không? Nghe mình nói không? Yeah, nghe đây. Ok, dạ chào chào diễn đàn hết nha. Thì đưa mặt lo cái đi. Chào. Đang đi tập thể dục sáng ngủ chưa chải đầu nha, lên một đẹp trai. Thì mình nói đi. Thật sự ra thì ai cũng muốn cho đất nước phát triển đi lên phải không? Nhưng mà quan trọng á, cái mấy người ở trên á, người ta có làm đúng không? Hiểu không? Hay là cái cấp trên làm đúng nhưng mà đưa xuống cấp dưới thì làm sai. Cho nên nhiều khi mình vạch ra những cái sai trái thì mấy bạn nói là mình bên đây xuyên tạc. Tại sao mà chính phủ Việt Nam có một cái nghị quyết 36? Hà My biết cái nghị quyết 36 không? Hello? Hà My biết cái nghị quyết 36. Rồi nghe chưa? Nghe không? Nghe rồi. Hà My biết thế nào là nghị quyết 36 không? Là quá biết chứ, chơi bạn có nói có người lên trả lời cho bạn. Là chính phủ Việt Nam. Coi như là toàn vẹn đó, nghị quyết 36 là chính phủ Việt Nam đón nhận kiều bào toàn vẹn về đầu tư, về ý tưởng tư vi. Hiểu không? Đó. Cho nên ở nước ngoài này, những cái gì mình học hỏi được ở nước ngoài, mình biết được thì mình chia sẻ về cho Việt Nam. Nhưng mà có nhiều cái mình chia sẻ về cho Việt Nam thì các bạn trong nước lại không thích những cái gì mình chia sẻ. Vậy thì các bạn lại đánh các bạn lại đi sai đường lối của đảng. Thấy không? Chứ ở bên đây, ví dụ bây giờ bên đây, ở bên nước ngoài mình thấy có một cái lực biểu tình rất là hay. Tại những cái gì mà người dân mà không có đồng ý với chính phủ á, người ta ra biểu tình để người ta nấu lên những cái ý kiến. Các bạn gì nè? Thì bởi vì bây giờ cái người nước ngoài Nam chưa cho phép đấy. Nhưng mà chính phủ là nói cái nghị quyết 36 là coi như là những cái gì ở tư duy ở ngoài nước ngoài mình có thể đem về cho Việt Nam, bất cứ những cái gì. Rồi bạn phải có trả lời phải không? Ok chưa? Thà mới đồng ý mình không? Cho mình nói chút xíu rồi. Dội quá. Đó thì Phúc hồi nãy nói có nói cái câu là ô các bạn ở ngoài nghe lâu quá rồi bây giờ không có biết gì đất nước Việt Nam này kia, cái là Phúc sai lầm rồi. Ok, ở đây bây giờ á, thứ nhất là người ta cũng về mỗi năm, thứ hai nữa giờ cái truyền thông thế giới này nó đã lan tỏa, chứ mình lên Facebook hay mình vô cái đài gì là mình thấy biết hết rồi. Bây giờ thứ nhất là những cái clip video Facebook này nó quay là quay trực tiếp không à. Chứ đâu có gì mà Photoshop gì đâu, tại nó live mà, hiểu không? Cho nên người ta thấy rõ ràng hết. Đó, chứ không ở đây không có ai mà nghe lầm hay nghe xạo này kia hết á. Còn mà về cái vụ biểu tình mà ngày 10 tháng 6 không? Hello? Nghe không? Đó. Nghe đây. Cái đó là do chính phủ người ta đưa ra ba cái lật khu đó là 99 năm ai cũng biết rồi. Dân người ta không có đồng ý. Mình chỉ nói những gì Phúc nói mình phản biện lại thôi. Người dân người ta thấy không có thể mà cho thê 99 năm thê vậy là bị mất nước hay là cái gì đó, người dân người ta suy nghĩ vậy. Chứ người dân nào mà nghe mà lấy tiền của những nước ngoài mà để đi biểu tình như kiểu đó. Ai bỏ tiền ra? Nhưng mình nếu mình Phúc nghĩ vậy là cái người dân người ta rẻ tiền quá, hiểu không? Cái gì có 200 ngàn. Thì để đó nói thôi cho mình đừng có. Mình nói như vậy đó, Hà My hiểu không? Không có gì mà xuyên tạc đảng này kia, hiểu không? Đó. Thì cái gì nó cũng có cái lý do của nó, tại sao như vậy, hiểu không? Nó chứ không phải tự nhiên ta lên ta nói khang khang. Đó. Đất nước ngày hôm nay giống như nhiều khi người ta không có hài lòng về cái thức ăn nè ha, rồi môi trường nè, thức ăn thì Hà My hiểu rồi, cái đó mình khỏi nói nè. Nói chơi với Tân Bùi nè, mình nói từng độ lát nữa em nó biết nó nhiều quá đâm ra nó quân trùng lên trả lời vậy không phải là mình hỏi là mình phản biện lại những cái gì Phúc nói, hiểu không? Đó,
Hồi nãy hạnh phúc lên bên mạng mới hỏi thôi rồi bắt đầu hạnh phúc lên trả lời lời cho em cho em tiếp rồi bắt đầu lát nữa sẽ buồn lên tiếp hỏi tiếp hỏi ngang đây đi mình nói những gì mà phúc nói thì mình phản biện lại. Ok, nếu mà Hà My không cho mình nói tiếp. Okay, mời người khác lên đi, đừng hỏi mình. Lát nữa mình cho lên mà. Nhưng mình nói chuyện đàng hoàng chứ bơ. Mình nói chuyện đàng hoàng chứ Hà My đừng có nghĩ là mình là dân côn đồ này kia, mình có ăn học đàng hoàng. Ok. Ok. Nếu mà đã hỏi như vậy thì mình ok. Ok. Gia đình đừng bao giờ nghĩ là mình dân côn đồ hay là gì nói xàm, ok. Không, mà mình đâu nghĩ đâu, bình thường thì. Ok, nếu mình Hà My nghĩ vậy mình cảm ơn nhiều. Ok. Chào tất cả nha. Dạ, chào. Hạnh phúc lên, để cho hạnh phúc lên trả lời cái câu này thì anh Chu Phan, anh Chu Phan lên sao? Tại anh Trần Siêu mới vô chưa hiểu đâu rồi, đâm ra thì từ từ em mời anh Trần Siêu lên sau nhé. Để tại vì hạnh phúc nó theo gọi này giờ để hạnh phúc lên trả lời. Ok. Lát anh Chu Phan. Bây giờ là em hiểu. Câu hồi nãy hỏi hết không? Không, em không nhớ rõ, em không nhớ kịp. Bắt đầu nói là cái vụ mà về Việt Nam rồi thông tin này kia nọ. Bây giờ nói Phúc nói ngắn gọn trước đi. Tại vì cái tư tưởng của anh Jack Xuân Bùi á là cái tư tưởng cực đoan và cái tư tưởng theo cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Anh hiểu không? Anh không có nhìn cái cuộc sống bằng một cái không có nhìn Việt Nam bằng cái con mắt công tâm. Anh hiểu không? Tại vì bản chất của anh là anh đã muốn nhìn Việt Nam và những cái theo cái anh nghĩ. Ví dụ như anh Jack Button, em không biết là thực sự anh đó là ảnh như thế nào. Anh Jack Button có thể là ảnh không hiểu về Việt Nam và ảnh bị nhồi nhét cái tư tưởng mà có chung là không tốt về Việt Nam. Và bây giờ ảnh lên ảnh có đi tìm hiểu theo một cái cách mà Phúc cảm giác như là ảnh nghiêm túc để ảnh tìm hiểu về Việt Nam. Còn cái tư tưởng của anh Jack Turnbull này là tư tưởng của những người chống cộng cực đoan. Đâm ra bây giờ cái đó thành ra cái bản chất của anh rồi. Anh bây giờ người ta có nói cái gì đi nữa thì anh cũng là chỉ nó, anh không có chấp nhận. Có những cái sự việc anh không có chấp nhận là Việt Nam nó như vậy. Cái vấn đề mình hiểu, mình không hiểu là một chuyện, mà mình hiểu theo cái cách của mình nó lại một chuyện khác nữa. Anh là một cái người chỉ hiểu theo cái cách của anh thôi, chứ anh không có đồng ý theo những cái gì mà người ta nói. Ở đây lên là ở gì, ở trong đất nước Việt Nam người ta chia sẻ là tất nhiên là người ta phải nói lên những cái vấn đề đúng đắn thực sự. Tất nhiên Phúc nói với anh Chất Khanh Xuân Bùi này, đất nước nào nó cũng có mặt trái mặt phải, cũng có những cái mặt hạn chế tiêu cực của nó. Bên Mỹ có không? Việt Nam nó cũng như vậy. Tôi chưa bao giờ tôi nói là Việt Nam hoàn hảo. Tâm Hoàng, em biết mà anh Tâm Hoàng. Tại vì sao? Tại vì Việt Nam á là có nghĩa là đang một đất nước đang phát triển. Đang phát triển có nghĩa là mọi thứ nó cũng chưa có đâu, nói chung là chưa có tất cả cái gì nó thật sự hoàn hảo, tức là nó phải chỉnh chu. Thì anh phải cho người ta cái thời gian, cái cơ hội. Trong khi đó các anh cứ suốt ngày về Việt Nam, các anh cứ chống phá này kia nọ, xong rồi anh bắt người ta là phải theo cái cách của anh. Như thế nào mới là theo cách của các anh? Hay là chỉ có đưa Việt Nam Cộng Hòa về làm đa nguyên đa đảng thì lúc đó là mới được? Đó. Thì bây giờ Phúc nói về cái vấn đề mà hồi nãy anh nói là thông tin đồ bên hải ngoại người ta không biết. Thì rõ ràng, bây giờ anh, nếu mà anh thực sự anh hỏi, bây giờ nói nếu mà có những cái người mà về Việt Nam mà bằng con mắt công tâm, bằng cái con mắt công tâm thực sự họ về Việt Nam, họ có cảm nhận được là Việt Nam nó phát triển hơn lúc trước rất là nhiều không? Tất nhiên là anh sẽ biết được cái câu hỏi trả lời. Nhưng mà bây giờ bản thân của anh không thích nghe cái điều đó rồi sao? Anh chỉ thích nghe những cái người mà về Việt Nam thông qua bên Mỹ. Anh chỉ thích nghe là người ta nói là ừ, Việt Nam nó tồi tệ, nó này kia nọ lắm. Anh chỉ thích nghe như vậy chứ anh không có thích nghe những cái vấn đề tích cực về Việt Nam. Tại vì bản chất của anh là anh đã không thích những cái gì mà tốt đẹp về Việt Nam. Tại vì anh là cái tính cực đoan và cái suy nghĩ tiêu cực ha. Cái đó là em nói, cái nói về cái vấn đề mà về Việt Nam mà có như thế nào đó thì qua bên Mỹ anh nói là khoan chửi cả nhà, tại vì mấy anh này cũng hỏi đàng hoàng mình khoan chửi đó nha. Nói chung anh em ở đây mà cái nào họ chửi thì mình chửi, còn người nào họ không chửi thì mình để cho chị nói, người nào không chửi thì mình không chửi, còn họ chưa chửi thì mình khoan chửi cái đã nha. Mà đó là mình nói vậy á, cho Hà Mỹ nói vậy rồi. Em ok thì mọi người cứ mình cứ mạng em bị yếu đó Hạnh Phúc.
Alo. Mà em bị rớt mạng nữa nè. Hạnh Phúc gửi yêu cầu lại đi rồi chị mời lên lại. Anh Chu Phan đợi tí xíu, anh Chu Phan cũng có camera, anh thoát ra đi rồi vào lại luôn anh Chu Phan ơi. Anh Đằng Siêu cũng có luôn, thoát đi. Ok. Thì Phúc lỗi, Phúc bị rớt mạng nha. Thì Phúc nói hết ý của anh Jack Vân thôi. Cái thứ hai là anh nói là về cái hồi nãy anh nói cái gì ta, về thức ăn, về cái này cái nọ. Thì bây giờ Phúc nói đơn giản thôi, mọi người á cứ nói là những cái vấn đề mà ở Việt Nam bị ung thư, thì bây giờ mọi người cứ theo những cái mà người ta điều tra, người ta cập nhật thông tin của tất cả những thế giới. Thì bây giờ tôi hỏi anh Jackson này, anh có biết thông tin là nước Mỹ đứng cái hàng ung thư đứng thứ mấy không? Đứng thứ 5 trên thế giới. Và anh biết Việt Nam đứng ở thứ mấy không? Nó cách xa ở Mỹ rất là nhiều. Thì bây giờ anh cứ suy nghĩ một điều, anh cứ cho là nước Việt Nam là chất độc đồ nhiều, nhưng mà tại sao nước Mỹ lại lúc nào cũng là cái đất nước mà gọi là hoàn hảo, gọi là văn minh nhất, mà tại sao cái ung thư là đứng thứ 5 trên thế giới? Ha, cái câu đó là câu trả lời cho anh. Ha. Còn ô nhiễm môi trường, bây giờ tôi hỏi đơn giản này, anh bên Mỹ anh có Formosa không? Bây giờ anh kêu cái con mụ nắm á đi ra Formosa bên Mỹ đi biểu tình. Cái Việt Nam hồi trước là bằng nông nghiệp, bằng thủy hải sản người ta phát triển, còn bây giờ là thời đại công nghiệp thì tất nhiên là người ta phải có những cái nhà máy, những cái xí nghiệp. Thì bây giờ ở đâu hiện đại hóa toàn cầu thì chỗ nào nó không ô nhiễm. Nhưng mà ô nhiễm ở Việt Nam là cái vấn đề là người ta vẫn chấp nhận được. Chứ anh đừng có mà nói lên là Việt Nam là thế này thế nọ, là người ta đã chết hết rồi. Người ta đã không có còn sống đến ngày hôm nay đâu. Và tất nhiên là cái Túc Trần nè. Tại vì cho chị nói tí xíu Túc Trần nè, đồng ý mình không giải thích chứ mình lên đây làm gì, đúng không? Nếu anh em mình cùng để lên để mà nói cho những người khác nghe nữa, chứ không phải là riêng mình nghe nha. Không phải là riêng giống như Jack Sơn Bùi hoặc là các người đó. Mình phải giải thích riêng mấy người này. Nhưng lên đây mình phải giải thích. Mình giải thích người khác nghe, chứ không phải là riêng các người này nghe nữa. Chắc lại lên tối ngày mình chửi, tôi cũng biết, tôi cũng chửi được. Nhưng cái là mình giải thích, không phải riêng mấy người này nghe, mà còn người khác nghe nữa. Đó là mình nói như vậy đó. Rồi mời em nói. Còn bây giờ tôi nói cái về cái luật đặc khu. Bây giờ tôi nói đơn, tôi nói cái về cái luật đặc khu cho anh Jackson Bùi nghe nhé. Bây giờ ở bên Mỹ có đặc khu không? Tất cả những cái nước khác ở trên thế giới đều có đặc khu. Mà bây giờ tôi nói đơn giản nghe vậy này. Ở Việt Nam mà chỉ cần mà lú ra một cái vấn đề gì đó mà cái bọn chống cộng cực đoan mà nó muốn thiêu dệt lên để mà nó lôi kéo người dân để mà đi biểu tình là nó sẽ xuyên tạc. Ha? Thì cái luật đặc khu cái lúc đó là một cái đề tài rất là nóng hổi. Và tại sao nó phải xuyên tạc là bán nước cho Trung Quốc. Trong khi một cái thỏa chưa có một cái văn bản, chưa có một cái gì để mà cho Trung Quốc thuê. Mà bây giờ anh cứ nghĩ đi, kêu cái người dân á, bây giờ tôi nói đơn giản này, cầm tiền đưa cho tôi bao nhiêu tiền đó, tôi lấy một cái tấm bảng, tôi viết lên cái tấm bảng đó là cho Việt Nam, cho Trung Quốc thuê 99 năm là bán nước, có được không? Được chứ. Người Việt Nam là những cái người mà vì tiền á là làm được hết, và chỉ cần làm như vậy thôi, xong rồi xe hàng ngàn hàng vạn người để làm cái gì? Để mà lôi kéo người dân, để mà nói chung là làm cho cái thông tin nó xáo trộn lên, trong khi người ta chưa có ban hành là cho ai thuê cái đất đó là 99 năm là bán nước hết. Nhưng mà chỉ cần mà như vậy thôi là nó đã có được cái cuộc biểu tình ngày 11 tháng 6. Nhưng mà anh nói á, cái biểu tình là cái biểu tình ôn hòa, mà vậy Việt Nam nó có biểu tình ôn hòa không? Vậy anh hỏi cái thằng Benny Trương với Tân Thái á, nó thấy mà khi mà đốt trái phá ở Việt Nam như vậy, nó ngồi đó bên đó nó mừng. Và hiện tại là bây giờ những cái clip hiện tại bây giờ nó cũng khuyến khích là người ta là lên là cầm xăng cầm đồ đi đốt trường học, đốt đồ đó. Thì anh có thích như vậy không? Tất nhiên là những cái người mà như anh ở hải ngoại, ở Mỹ, anh chỉ chỉa mỏ về Việt Nam, anh xúi người ta. Và Việt Nam nó như thế nào thì kệ, mặc kệ, anh chỉ ngồi anh nhìn. Còn ở trong đất nước của tôi có chấp nhận hay là không? Anh nghĩ tôi có chấp nhận cái điều đó hay là không? Tất nhiên là tôi không chấp nhận. Anh kêu biểu tình ôn hòa mà rõ ràng là anh cứ xúi người ta là có biểu tình ôn hòa hay là không? Hay là anh cứ kêu đốt phá đi làm cho một cái cuộc nổi loạn lên để mà có máu rơi, để mà có chiến tranh xảy ra. Để làm cái gì? Tôi nói luôn nghe những cái anh mà chống cộng cực đoan nghe này.
thực sự ra từ tụi anh á muốn là một cái cuộc cách mạng màu, một cái cuộc diễn biến mà giống như là một ở trong Việt Nam nó có một cái cuộc xáo trộn mà phải có máu chảy, có đầu rơi, có mất mạng. Lúc đó em sẽ lợi dụng cái vấn đề đó để anh nói là Việt Nam không có nhân quyền, để anh muốn đưa một cái cuộc chiến tranh đến cho chúng tôi nữa. Vậy anh nghĩ cái người Việt Nam chúng tôi có muốn cái cuộc chiến tranh nữa hay là không? Đó là cái lý do mà tại sao hôm nay chúng tôi có mặt ở trên đây. Tại vì các anh là những cái người không có một cái gì mà để mà tốt đẹp với, tử tế đối với người Việt Nam chúng tôi hết á. Anh thấy là cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tôi nói tôi ví dụ một cái điển hình, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên là con của tổng thống là Nguyễn Cao Kỳ. Em ơi, và em giải thích nhiêu đó được rồi, cho chị cho Nhiên lên một tí. Giải thích nhiêu đó là đủ hiểu rồi. Chị cho Nhiên lên một tí. Nhiên lên tí. Rồi, lát nữa em lên, lát nữa ai lên nữa thì sân bùi cái gì lên thì bây giờ An Nhiên lên trước hay anh Giác lên trước nhiều quá. Hãy cho An Nhiên lên tí đi rồi lát anh Giác đợi chút nha. Cho Nhiên lên tí, An Nhiên lên tí cũng ở bên Cali luôn á. À coi anh ở bên gần khu của các anh Giác sân bùi rồi nè, báo Giác sân bùi luôn đó. Dạ, alo, em mến chào chị, em mến chào lại cả nhà nha. À, thì cái vấn đề này là bữa giờ là anh bữa giờ thì anh Jason anh đi tất cả các diễn đàn thì cũng có một cái điệp khúc là anh chị hỏi, là anh chị nói là về vấn đề thực phẩm an toàn của Việt Nam và về cái đặc khu và cái Formosa. Vậy thì để cho An Nhiên nói cho tất cả các anh bên phe Kim ở dưới nghe luôn nha. Năm ngoái năm ngoái là ở Mỹ phát hiện ra cây xà lách của Mỹ nó nhiễm một cái chất độc, cho nên là họ thu hồi tất cả các xà lách cái búp xà lách của Mỹ lại. Thì đó là một trong những cái dẫn chứng là bên Mỹ cũng có sử dụng những cái hóa chất rất là độc hại. Cho nên là cái tỷ lệ năm ngoái là thống kê là có một số người Mỹ ăn cái búp xà lách đó và họ đã chết rồi. Họ chết cho nên là cái số lượng, cái hàm lượng xà lách tung ra ở thị trường Mỹ họ được thu hồi kịp thời. Vậy thì anh Jackson cho An Nhiên hỏi là anh Jackson nói ở Việt Nam cái thực phẩm bị nhiễm độc, bên Mỹ cũng bị nhiễm độc, vậy anh Jackson giải thích cho An Nhiên cái vụ án này một cái ha. Rồi cái hàng the để mà bảo quản thịt của Mỹ nó bỏ vô trong tất cả các hộp thịt của Mỹ. Nó có một thời hạn nhất định, sau đó thì nó chuyển qua thịt, nó chuyển qua màu đen như An Nhiên đã nói ở bên diễn đàn của Duy rồi. Vậy mà anh Jackson dẫn đi ra tất cả các diễn đàn, anh Jackson nói về cái thực phẩm của Việt Nam. Anh có tự hào về thực phẩm của Mỹ không? Anh có tự hào cái thực phẩm của Mỹ không? Về năm ngoái, năm nay anh đã có sử dụng, anh có dám sử dụng cái búp salad của Mỹ khi mà nó thu hồi lại chưa? Jackson giải thích cho tất cả các anh chị ở trong diễn đàn nghe cái thử. Jackson nói ở Mỹ không có sử dụng hóa chất cho thức ăn, nhưng mà Jackson đã công nhận ở bên diễn đàn của Duy là có sử dụng một hàm lượng ít thì cũng đã An Nhiên cũng đã nói rồi là nó cũng gây rất là nguy hiểm cho cái cuộc sống của người dân. Cho nên là cái búp xà lách đó Mỹ nó thu hồi lại mà thu hồi không kịp, cũng có một số người đã chết rồi. Thứ hai nữa là Formosa. Thứ hai vấn đề Formosa ở Việt Nam chỉ có một trụ sở thôi, nhưng mà ở Mỹ có tới 3 trụ sở của Formosa. Jackson nên nhớ cái điều đó, một trụ sở đặt tại Việt Nam, nhưng mà các người đã lên trên này xuyên tạc là Formosa gây nhiễm độc cho thị trường không khí của Việt Nam. Vậy thì ở Mỹ có tới 3 trụ sở Formosa. Vậy thì cái chất độc đó nó gấp 3 lần. Jackson lên giải thích giùm cho mọi người nghe luôn là nó gấp 3 lần như vậy thì cái tỷ lệ độc nó như thế nào. Cho nên là đừng có đi tất cả các diễn đàn để mà xuyên tạc cái thực phẩm an toàn của Việt Nam và những cái ô nhiễm không khí môi trường nữa.
An Nhiên nói như vậy là đầy đủ ý chưa? An Nhiên, hồi nãy em hạnh phúc trần lên thì tất cả các người ở dưới kêu là hạnh phúc trần là dân ở trong nước có quyền gì mà chỉ mỏ vô cái kinh tế của Mỹ. Vậy thì An Nhiên sống ở Mỹ, anh Tyson sống ở Mỹ, chúng tôi có đầy đủ cái điều kiện để mà nói cho các vị nghe cái vấn đề về thực phẩm an toàn của Mỹ và Việt Nam và cái không khí ô nhiễm môi trường của Mỹ và Việt Nam chưa? Hay quá. Quá hay, bữa nay đam quá hay. Chỉ nhiêu đó thôi là đầy đủ ý rồi phải không chị? Chị không có treo lá cờ thiêng lên nhưng lại cũng ở bên Cali á, cũng lên đó. Cũng lá cờ thiêng. Chị yêu lá cờ thiên là IQ đó, chị không cho IQ lên, ok, IQ lên chỉ có là xuyên tạc thôi, không có cho IQ lên. Vậy thì ở bên này cũng chưa có cái cuộc biểu tình nào, con nắm nó kêu nó qua đây để mà nó đem lại, nó đuổi Formosa ra khỏi nước Mỹ. Một mình hạt cát giống như nó mà nó có đủ tư cách để mà đuổi Formosa qua nước Mỹ hả? Nó có bảo đảm tới mấy ngàn người lao động ở bên này không? Mơ đi nha, các bạn nên mơ đi. Mơ không có lỗi đâu, mơ không có tốn tiền đâu, ok. Cứ nằm mơ đó. Đúng rồi, có quyền để mơ. Có quyền để mơ. Em gái ơi, có quyền để mơ. Dạ. Ok chị yêu, em chỉ phát biểu, em chỉ lên em phát biểu như vậy thôi. Bây giờ em có cái meeting rồi ha, mời anh Tyson lên giùm em nha. Cảm ơn cả nhà nha, cảm ơn chị. Rồi, anh giá đang gửi yêu cầu rồi. Yêu cầu cho anh giá lên. Giá lên lát anh chú Phan lên. Rồi. Nói chung là chia điều. mình cho lên chia điều, hay quá. Là cầu anh Phan đó. Xin chào anh, có ý kiến như thế này. Tất nhiên những cái bệnh ung thư nó xảy ra thì ở đất nước nào cũng có hết. Thức ăn nhiễm độc thì ở đất nước nào cũng có hết, không phải riêng gì ở nước Mỹ hay ở Việt Nam. Vấn đề là chính quyền phải cảnh báo người dân, nhưng mà thức ăn nào có nhiễm độc thì phải báo ngay. Và người dân ở trong nước thì cũng phải được giáo dục là những thức ăn nào độc thì không ăn. Những thức ăn nào là tốt thì nên ăn, ở những lứa tuổi nào thì nên ăn những thức ăn gì để tránh những cái bệnh huyết áp, cao áp thì nên tránh. Mình không có đem ra một cái thức ăn mà mình đem cái thức ăn đó ra, mình đánh giá một cái chính quyền đó là mình thấy mình đánh giá như vậy là bừa bãi. Không nên, chúng ta nên suy nghĩ kỹ một chút. Còn những cái vấn đề như là ba đặc khu hay là an ninh mạng thì chúng ta cũng, anh nói thật, các em cũng không hiểu rõ lắm, và chính anh cũng không hiểu gì hết, anh mới hỏi, mà các em hỏi thì anh trả lời cho anh thì anh rất là cảm ơn, nhưng mà anh cảm thấy là những câu trả lời đó cũng không có rõ lắm, không chính xác lắm, bởi vì anh cũng thông cảm là các em chỉ là một tầng lớp nhân dân thôi, không phải là những tầng lớp lãnh đạo, thì nữa ra chúng ta không có hiểu rõ về lắm, thì hỏi để mà hiểu. Còn phía bên những người chống cộng thì chúng ta cũng nên nói những cái câu cho nó tế nhị khi chúng ta hỏi. Bởi vì chúng ta lên đây là gì? Để trao đổi. Và chúng ta mong là chúng ta lên đây nói những cái điều để làm cho chúng ta cảm thấy là mình không có nóng nảy gì hết, đúng không? Nếu mà lên đây để nóng nảy, huyết áp nó lên cao vậy không có tốt, không nên. Cả hai bên chúng ta phải là hòa đồng với nhau để nói chuyện. Còn nếu mà lên đây để mà nóng nảy mà cãi nhau, mà chửi nhau hay là bôi nhọ một bậc lãnh đạo đó, nó cũng không nên. Chính chúng ta làm cho ta giận, mà khi làm cho ta giận như vậy là không có tốt cho bản thân của mình. Và nếu mình đã kích đối phương như vậy cũng không tốt nữa, nói để mọi người khác giận. Nếu các bạn đã từng sống ở Mỹ rồi, các bạn nên nhớ là người Mỹ người ta không nói những cái lời mà để làm đau buồn nhau thì không nên nói. Đó là cái vấn đề mà mình nói hôm nay. Còn một vấn đề nữa là mình muốn chia sẻ với mọi người, và đây là tâm nguyện của mình. Mình muốn phía bên chống cộng ở bên phía Mỹ, mình cũng đang sống ở Mỹ, và mình nói thật là mình sống ở đây mà rất là lâu rồi, lâu đến mức độ là mình không muốn nói một cái điều gì làm buồn ai hết. Sống lâu đến mức độ là mình đi giữa đường, mình thấy một cái vật gì nằm chướng tai gãi mắt là mình phải lượm lên, mình bỏ thùng rác đó. Mình sống như vậy. Thực ra mình muốn một điều, mình muốn là phía bên những người chống cộng ở Cali hay là ở một tiểu bang nào ở trên nước Mỹ này, không có nên coi những người Việt Nam mà những người làm việc ở Việt Nam là kẻ thù của chúng ta. Không có nên coi.
nếu mà chúng ta thấy những người đó làm sai thì chúng ta phải dẫn chứng cho người ta làm sai, và mình phải đưa ra một cái bằng chứng là chứng minh cái đúng của mình là đúng. Và một điều nữa là những lá cờ, lá cờ đỏ sao vàng và lá cờ ba sọc, đó là hai cái lá cờ đại diện cho hai chính quyền, chính quyền Cộng hòa. Mặc dù người ta đã thất bại và người ta đã ra đi, tuy nhiên trong lòng của những người này người ta vẫn còn yêu thích lá cờ đó. Các bạn không nên chà đạp lá cờ đó, và tôi cũng yêu cầu các bạn là, tôi khuyên các bạn chứ không yêu cầu, tôi không lấy tư cách gì mà yêu cầu được. Tôi khuyên các bạn phía bên chống cộng cũng không nên chà đạp cái lá cờ đỏ đó. I'm talking to my fan. Ok, xin lỗi nha, mình đang nói chuyện mà có bot ở đây thì cũng không nên. Thôi mình khuyên vậy thôi, rồi xin nhường diễn đàn lại cho người khác. Dạ. Hạnh Phúc lên tí nè. Trời ơi, ngủ quá, tự nhiên ngứa. Ok thì Phúc chỉ nói một vài ý ngắn thôi thì thật sự ra thì em cũng rất là cảm ơn với lời đóng góp rất là chân thành của anh Jack Boston nha. Thì nó thông qua, thực sự ra khi mà chúng ta nói chuyện với một cái người nào đó thì cái lời nói của họ chúng ta cảm nhận được họ là như thế nào. Thì tất nhiên là Phúc cũng không có thể trách anh được á, là tại vì anh bởi anh sống ở một cái đất nước Mỹ và với quá nhiều thông tin mà nó tiêu cực về Việt Nam, và một em nghĩ là anh có một cái cách nhìn nó không kêu bằng lệch lạc á, thì cái đó là em cũng không có trách anh. Nhưng mà với cái điều mà anh chia sẻ như vậy thì em cũng rất là rất là cảm ơn anh. Thì Phúc nói một điều như thế này nè mọi người, về cái luật, cái đặc khu nha. Cái đặc khu để cho anh check, để anh hiểu hơn về cái luật đặc khu. Nói nhanh thôi. Thì nếu những cái thành phần mà chống cộng cực đoan mà họ trong cái nhóm Việt Tân á, là có nghĩa là bây giờ mình đã, họ là bản chất của họ là đã Việt Tân rồi, thì họ sẽ không bao giờ họ thừa nhận cái việc họ làm là sai hết. Còn ví dụ như các anh là một cái người dân ở ngoài nhưng mà anh không hiểu được cái vấn đề đó, thì các anh tin theo những cái người mà chống cộng cực đoan để mà các anh tin là về đất nước Việt Nam này là bán đất cho Trung Quốc á, thì cái đó là tôi không có trách ha. Tại vì anh không hiểu, cái người không hiểu mình có quyền, mình có thể mình giải thích cho họ, và mình không thể nào mình trách được họ. Và mình chỉ có nói làm sao, chia sẻ làm sao để mà cho họ hiểu hơn về cái vấn đề đó. Thì Phúc nói đơn giản một điều rằng á, nếu mà chúng ta không cho thuê đặc khu, bây giờ Phúc nhắc lại một tặng kẻ một điều như thế này nha. Nếu chúng ta không cho thuê đặc khu thì cái đường lưỡi bò của Trung Quốc nó sẽ chiếm trọn Biển Đông. Các anh chị chỉ hình dung như vậy thôi. Còn nếu chúng ta cho thuê đặc khu, mà tại sao các anh không nghĩ là đặc khu đó người ta sẽ cho thuê Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản thuê để cái đường hàng hải đó được giao thương ở trên cái Biển Đông đó, và tất cả các nước đó đi qua Việt Nam trên bằng cái Biển Đông để mà làm bắt tay làm việc với Việt Nam để mà chống lại Trung Quốc, mà tại sao cứ định hình là phải cho Trung Quốc thuê? Thì các anh nghĩ á, nếu mà các anh là Việt Tân tôi không nói nha, các anh ở trong nhóm Việt Tân tôi không nói. Còn nếu các anh là những cái người ở ngoài mà các anh không hiểu, thì các anh nghĩ một điều rằng á, có phải là một cái thế lực nào của người Trung Quốc muốn nhờ nhóm Việt Tân để mà chống phá Việt Nam hay là không? Tại vì á, nó muốn Việt Nam lúc nào cái nền kinh tế cũng phải lệ thuộc vô nó, và nó muốn cái Biển Đông là thành của nó. Mà bây giờ nếu mà cho thuê đặc khu như vậy á, thì cho những cái đất nước khác thuê, thì cái đường lưỡi bò của nó sẽ không có được chấp nhận, tại vì trên toàn thế giới không ai chấp nhận cái đường lưỡi bò của Trung Quốc hết. Thì đó là cái lý do mà nó không muốn đặc khu phát triển, mà cứ đem cái vấn đề của Trung Quốc ra nói, cứ bây giờ là muốn không ở đặc khu ra là cứ kết tội cho Việt Nam là bán nước Trung Quốc, mà rõ ràng chưa có ai ra một cái thông tin, một cái văn bản là cho Trung Quốc thuê. Mà các anh các chị cứ lúc nào cũng là đem nói là cho Trung Quốc thuê là bán nước là như thế nào? Còn đó, còn cái biểu tình các anh các chị kêu là ôn hòa,
mà các anh các chị có ôn hòa với người ta hay là không, và tất cả những cái việc gì mà các anh các chị làm ở trong đất nước Việt Nam này là bây giờ các anh các chị phủi hết. Các anh các chị đưa tiền cho người ta, xúi giục người ta mới đi chứ, chứ đâu có ai mà khùng điên để mà đi. Mà cuối cùng các anh các chị không có chịu nhận. Các anh các chị nó là tự người dân là đứng lên, tự người dân nào đứng lên. Nếu mà các anh các chị không xuyên tạc, không bịa đặt, không lôi kéo hết người này người kia thì làm cái gì mà có cái cuộc biểu tình đó. Và khi một cái cuộc biểu tình nó diễn ra thì cái người thiệt thòi chính là người dân chúng tôi này. Các chị biết á, là cái một cái xí nghiệp, một cái công ty đó, cái ông chủ người ta phải rút 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 vốn, người ta phải bỏ cái công ty đó, người ta đi qua một cái công ty khác người ta thuê, thì những cái người công nhân ở trong cái công ty đó đó người ta bị mất việc, thì các anh các chị có lo cho cái cuộc sống của người ta không, hay các anh các chị chỉ ngồi đó nhìn vô và vỗ tay thôi? Các anh các chị chỉ có biết là xúi người ta để cho người ta rơi vào cái tình trạng là tù tội, là đau khổ, là mất mát, là thiệt thòi, chứ các anh các chị không có cảm nhận được là cái bên trong cái con người ta phải cảm nhận là cái gì. Nó thanh long trồng cả đống ra, cuối cùng á Trung Quốc nó không mua rồi đem đi đổ ngoài 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 đồng ngoài xá. Các anh các chị có về đi ăn phụ người ta, có mua phụ cho người ta không? Nông thủy hải sản đâu, đem tới hồi Trung Quốc nó mua tới hồi cái vụ đó đó, cuối cùng nó không có mua nữa, nó chặt đứt hết. Rồi cuối cùng á mấy cái đó rồi có giúp cho người dân ở Việt Nam chúng tôi không, hay là người dân chúng tôi phải chịu? Rồi các anh các chị đem kêu suối người ta đi đốt phá xe cộ này kia nọ, rồi những cái mất mát, những cái thiệt thòi đó ở đâu mà ra? Các anh các chị làm, nhưng mà các anh các chị rất là hèn. Cái chỗ là làm mà không có thừa nhận. Mình làm rõ ràng cái việc đó mình làm sai. Nếu tôi nói thiệt, ví dụ như mà anh chatbot anh không hiểu mà cái vấn đề đó anh trả lời, em trả lời nãy giờ thì anh hiểu rồi á, thì em không có trách. Còn những cái kẻ mà cố đã biết như vậy rồi mà cố tình đi xúi giục người ta nữa, là những cái kẻ đó là có nghĩa là cái bản chất họ đã như vậy rồi, họ không có thay đổi được. Nó thì Phúc là chỉ lên nói như vậy thôi. Về cái đặc khu, nếu mà các anh các chị không 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 có cho Việt Nam mở đặc khu là có nghĩa các anh các chị đang ủng hộ Trung Quốc nó lấy cái đường lưỡi bò ra để chiếm cái Biển Đông. Còn nếu mà các anh các chị ủng hộ cái đường, là cái ủng hộ cái ba cái đặc khu đó để cho những cái cường quốc khác đi vô trong làm ăn hợp tác với Việt Nam á, thì họ vừa bảo vệ Việt Nam mà họ vừa bảo vệ luôn Biển Đông. Tôi nói đơn giản như vậy thôi, tôi không có cần phải phân tích nhiều. Nó và còn 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 giữa Việt Tân, giữa cái đảng mà chống chống giữa cái đảng mà những cái người mà chống phá là Việt Nam với những cái thế lực của Trung Quốc á, nó có cái mối liên hệ gì hay không á, thì tự các anh các chị hãy tìm hiểu nha. Thì Phúc nói chị đơn giản vậy thôi. Rồi chị mời ai lên, chị mời đi, em chào mọi người nhé. Rồi, ok. Phan rồi. Bây giờ muốn xin lên đó. Anh Chu Phan còn đó không? Anh Chu Phan còn đó không? Bây giờ anh thấy là em cho mời lên được rồi. Mà anh lên mấy phút nha. Lên tí nè. Anh Trần Siêu không có sao nha. Đó, anh nghiêng đợi tí xíu nha. Cho anh cứ phang lên tí rồi chị mời em. Em chào anh Cầm. Chú đang mời anh đợi chú Phan á. Chào Du Nam nha. Anh chú Phan còn không? Còn thì ok nha. Em mời mà chưa được nè. Mời lần nữa. Tự nhiên thảm luôn rồi. Chào em, Dạ có. nghe rõ không em? Dạ nghe rõ anh. Bây giờ Em nghe anh lời trả chú lời nha. rất sân bùi mấy ý cho nhỏ này nhá. Thứ nhất là trả lời rất sân bùi về cái đặc khu nhá. Cái đặc Anh nói đi, khu anh nói đi nha. Mấy gì ghê đi cái đặc khu nó rất sân bùi nghe này. Trung Quốc là đô hộ ta bằng ngàn năm rồi, ta đuổi về được. Rất sân bùi nên hiểu nhá, Trung Quốc là đô hộ Việt Nam bằng ngàn năm, Việt Nam đuổi Trung Quốc về được. Còn riêng cái biểu tình ấy thì để nói rất là buồn với các bạn nghe này, tại sao các bạn nói là không phải là do phản động nó gây lên, không phải là do thuê tiền mà biểu tình, do dân Việt Nam biểu tình, thì tôi hỏi các bạn nghe tại sao biểu tình một lần một rồi thôi thôi luôn không biểu tình nữa, là cái lý do để trả lời cho bạn rất là buồn biết này.
chào các bạn diễn đàn nhé. Thứ nhất ấy, là tại sao thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh thành lớn thì không biểu tình lại biểu tình ở Phan Rí? Đấy, để tôi nói các bạn nghe này, lý do biểu tình ở Phan Rí này. Thứ nhất là Phan Rí rất nhiều đồng bào người Chăm, mà đồng bào người Chăm là ta hiểu pháp luật rất rất ít, rất dễ bị mua chuộc. Thứ hai là ở thị trấn Phan Rí là tới 50% là có những nhà đi trốn đến nước ngoài. Ở Phan Rí là dân ven biển, tới 5-6% là dân đi đánh cá ngày xưa đã trốn nước ngoài rất nhiều. Đó, ta bị tiêm nhiễm rất nhiều. Là cái thứ hai, cái thứ ba nữa là ở Phan Rí có đã có những cái khúc mắc giữa bà con dân ở đó và nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện. Đã có mấy lần là bà con đã ra kéo ra nhà máy nhiệt điện ở gần đó để chống phá gần đó rồi. Cho nên là nó trên cái cơ sở đó, cho nên là nó mới tập trung biểu tình ở Phan Rí, lý do là vậy. Thì trước khi biểu tình, tôi nói bạn rất buồn nghe này, nếu biểu tình đòi hỏi chống Trung Quốc không Trung Quốc thì tại sao đập phá công sở, tại sao đốt xe cảnh sát, tại sao vào đập tan nát một cái đồn biên phòng của đó ra? Thì nếu người dân ta đi biểu tình thì người ta làm gì, người ta bị kích động như vậy. Tức là những người biểu tình ở Phan Rí là rồi là do chống phá đất nước, do bị thuê bằng tiền. Mà chính thức những người biểu tình là chủ yếu đồng bào người Chăm và dân xì ke ma túy, với một số dân là người ta có người nước ngoài, người ta có ý đồ chống đối. Nghe rõ không Hà My? Dạ nghe rõ anh, nghe rõ. Thì nói Giác Sơn Bùi nghe, Giác Sơn Bùi nói là Hạnh Phúc Trần nói là phản động biểu tình là không đúng. Tôi cho là Hạnh Phúc Trần nói đúng, toàn những người bị thuê bằng tiền và những người chống phá nước biểu tình thôi. Chứ tại sao các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành lớn không biểu tình mà biểu tình ngay cái thị trấn nhỏ như vậy? Mà biểu tình cái bạo loạn liền, biểu tình cái bạo bao vây nguyên một cái cơ quan, nguyên đồn biên phòng, nguyên một cái đồn biên phòng, nguyên một cái đơn vị là công an, nó gọi là công an chống bạo loạn đấy, đó là vào đập phá nguyên đơn vị công an đó, là bao vây đơn vị công an đó, là bắt đơn vị công an đầu hàng đó. Cho nên là các bạn phải hiểu là cái nguồn gốc của cuộc biểu tình. Cái thứ nhất là nếu mà biểu tình chống Trung Quốc, chống về ba đặc khu đó, thì tại sao không biểu tình các thành phố lớn, dân ở đông không biểu tình mà lại chọn ngay là Phan Rí biểu tình? Mà biểu tình các sông của đập phá trụ sở công an ngay, trụ sở quân đội ngay, rõ ràng có phải là có bàn tay phá hoại trong đó không? Đó, cho nên là mà qua cái đợt mà biểu tình mùng 10 tháng 6 cái là hết luôn. Lý do sao hết? Lý do là những kẻ chống đối là bị an ninh đi theo dõi bắt hết rồi, Hà Minh nghe chưa? Lý do thứ hai là nguồn tiền không gửi về nữa, cho nên là biểu tình một lần một là thôi luôn. Cho nên nên bổ sung cho Giác Sơn Bùi hiểu được cái lý do biểu tình hôm 10 tháng 6 là như vậy. Chứ những người đó không đại diện cho dân Việt Nam, những người đó nói Giác Sơn Bùi nghe là không đại diện cho dân Việt Nam đó. Còn cái luật đặc khu này nói thật với mọi người nghe là mới soạn thảo thôi chứ chưa cho thuê. Mà nếu cho thuê thì cho toàn bộ thế giới thuê chứ không phải Trung Quốc thuê. Vấn đề như vậy. Còn vấn đề Trung Quốc, nói các bạn nghe, 1.000 năm Trung Quốc đô hộ Việt Nam còn đuổi mới được. 6 tỉnh biên giới Bắc Trung Quốc đưa 600 vạn quân sang là Việt Nam còn đánh còn đuổi mới được. Toàn bộ biên giới phía Tây Nam là toàn bộ nước Campuchia là do Trung Quốc chỉ đạo đánh Việt Nam hết. Cũng Việt Nam cũng giải phóng được Campuchia. Cũng giúp nhân dân Campuchia là chống nạn diệt chủng là cũng do bàn tay Trung Quốc. Mà tháng 2 năm 1979 Trung Quốc kéo 600 vạn quân sang. Việt Nam cũng chống cự và đuổi Trung Quốc về được. Cho nên cái biệt đặc khu là các bạn nói là do dân không nghĩ là sai. Dân Việt Nam ấy, rất chống Trung Quốc, nhưng mà chống cái gì đúng dân Việt Nam cũng chống, chứ không phải là chống cả bậy. Cho nên là nói Giác Sơn Bùi, con anh em Giác Sơn Bùi luôn luôn có tư tưởng là moi móc. Giác Sơn Bùi lên đây là chỉ đóng góp thôi. Giác Sơn Bùi đóng góp giống như Giác Bồn Tơ thì chúng tôi nghe liền. Nhưng mà trong cái con góp của Giác Sơn Bùi có một ý đồ nào đó là kiểu dạng moi móc. Môi móc thì tức là không có cái lý tưởng, không có được ôn hòa lắm, nó mang tính môi móc nhiều hơn. Thì mong Giác Sơn Bùi phải nghĩ lại và đóng góp lại, tức là mình mà thực tình là người ở nước ngoài mà đóng góp mà thì dễ thôi, như bạn An Nhiên nãy đấy, bạn nói đấy, nếu là người nước ngoài cũng đóng góp quê hương thì đóng góp vậy thì ai mà không nghe. Mà đóng góp cho bạn giờ rất buồn tần đấy, bạn đóng góp như vậy chúng tôi nghe quá, chứ cái gì không đúng tôi nghe quá tôi cãi em chi. Rồi. Tôi cho Giác Sơn Bùi lên có gì phân biệt là cái gì anh dám. Dạ, Giác Sơn Bùi lên rồi An Nhiên lên nha, hả sao? An Nhiên lên. Giác Sơn Bùi lên tí rồi An Nhiên lên trả lời luôn ha. Rồi, chào các bạn.
rồi chào các bạn nhé. Anh Viên Bùi lên trả lời, rồi anh Viên lên trả lời luôn cho nó hợp lệ luôn. Rồi, ok. Để sẵn rồi, sẽ Bùi lên rồi anh Viên lên trả lời luôn đi. Tại vì hai người là đối lập với nhau, với nước ngoài nó dễ hơn. Anh Siêu đợi chút luôn nha, anh Siêu. Hello. Anh cầm cũng không có camera. Chào Hà My nha. Đợi chút luôn, sân bồi xuống hẹn. Rồi, chào sân bồi. Dạ, chào diễn đàn, chào anh em hết nha. Thì mình nãy mình thấy An Nhiên cũng có đưa ra mấy cái lập luận về ở bên Mỹ này như thế nào đó. An Nhiên nói là ở bên Mỹ này cũng có Formosa vậy, nó cũng làm ô nhiễm nhiều, rất là nhiều. Cái đó là tại cái là cái quan điểm của An Nhiên thôi. An Nhiên không có biết về tin tức gì ở Formosa, chỉ lên nói là phan tầm bậy bạ, không có hiểu gì cái lực bên đây hết á. Cái thứ nhất, ở bên Việt Nam á, cái đất nước mình đây giống như cho như là mỗi một cái một nước Việt Nam mình là muốn giống như bằng một cỡ chừng bằng nước Mỹ này, nó gần 50 lần của cái nước Việt Nam. Ok. Mà cái độ ô nhiễm á, nào là Formosa nè, nào là mà Liên Men nè, nó nhiều cái lắm. Mà Việt Nam mình tới 90 triệu dân nữa, mà mỗi một cái Formosa nhưng nó mở một cái tiểu bang đó, thì theo một cái tiểu bang mà đông dân lắm á, thì cũng khoảng, nếu mà Cali thì nó ba mấy triệu, gần 40 triệu. Còn mà những cái tiểu bang mà mình thấy, những cái tiểu bang như Texas á, nó cũng không đông dân bằng của Cali, nhưng mà nó bự gấp 2 lần Cali. Nó mình nghĩ sao? Cho nên cái độ mà nhiều khi nó đem những cái nhà máy đó vô, nó xây á, nó cũng đem ra, nó tránh xa những cái khu cả thành phố. Rồi những cái khi mà nó vô á, là đất nước Mỹ phải đặt luật lệ cho nó đàng hoàng. Ok, nó phải làm sao, nếu mà ô nhiễm nó phải bồi thường sao, nó phải có những cái gì, những cái ống khói hay những cái đường, những cái nhà máy bị khử nước, nó phải có đầy đủ. Ok, đó. Còn cái chuyện mà ở gần chung cư của người thì cái đó thì mình nghĩ chắc nó ít lắm. Trong một cái thao nhỏ nhỏ, một cái thị trấn nhỏ nhỏ thôi. Đó. Rồi nó có luật lệ đàng hoàng, ok? Chứ không phải là như An Nhiên nói kêu lên phan này, phan kia. An Nhiên lên. Thôi mình để đừng hối mình quá, Hà My, để cho mình nói chứ, please. Ok. Đó. Tạo lên đăng ký rồi, ok. Thôi là mình lúc nào cũng đăng ký. Là mình quýnh nhiều khi mình đã lên diễn đàn, nhiều khi mình cũng hơi lên rung rung lập cập vậy không? Ok, thì mình nói với anh Nhiên như vậy. Đó, đó. Rồi cái thứ hai nữa đó, là về mà ở An Nhiên nói về mà cái xe ở bên Cali hay là ở đâu nó bị giống như bị khói cái này cái kia, tưởng như gió tùm lum la. Ok, ở bên đây nó có một cái lực kim, nó kêu bằng đi check ống khói mỗi năm. Ok, cứ 2 năm check một lần, chứ 2 năm check một lần nó, thì nó check coi cái xe đó nó đủ tiêu chuẩn không. Xe nào mà không đủ tiêu chuẩn mà nó bị quá đát hay là cái gì là bỏ, chứ không có xài được. Ok, những cái ống khói đó nhưng nó đưa lên là trong cái không khí á, nó có hại bao nhiêu, nó đâu đó nó rõ ràng. Còn Việt Nam mình á thì sao, cái lớn nhỏ gì cũng chạy, cũ hay là gì cũng chạy tuốt hết đó, là mình biết, mình nói như vậy thôi để cho Việt Nam học hỏi thôi, chứ không có gì, phải không? À, chứ đừng có nói ở bên Mỹ này, tại sao bên Mỹ này cũng vậy, bên Mỹ cũng vậy. Ok, còn những An Nhiên nói cái xà lách gì đó. Hấp, cho Nhiên lên. Nó một phát nữa, một nhiều phát quá. Một cái nữa, nãy An Nhiên nói thì mình nói những gì là An Nhiên mình phản biện lại thôi, chứ mình đâu có nói thêm gì đâu. Ok. Còn những rồi. Cái xà lách á thì có nhiều khi á nó cũng có ở chỗ nào thì nó ở giữa Việt Nam á, là ở bên đây á, nhiều khi nó ít hay nhiều thôi, chứ đừng có nói bên đây nó nhiều. Ok. Thỉnh thoảng rớt mạng á, sao trời, sao anh tính thanh vậy, rớt mạng hả? Thôi mạng mới bị yếu rồi. Alo
Rồi ăn nghiêng lên. Màng rớt nha, chứ mình phải là mình hất xuống đâu nha. Màng không có màng đó rớt nha, chứ phải hất xuống đâu nha. Ăn nghiêng lên. Dạ alo, em chào lại chị. Anh Nhiên chào lại cả nhà nha. Đó, dạy lại cãi cãi cùn nữa, chị thấy chưa? Chị thấy chưa, lại cãi cùn. Ở Formosa có tới ba tụ điểm ở bên này và cũng đã thải chất thải ra cho nước Mỹ, cũng có chất độc và đã bị mấy lần Mỹ nó phạt, lần gần nhất đây là 1 triệu mấy 2 triệu đô. Vậy mà lại cãi cùn, mình cứ lên mình say yes or no thôi, người ta chỉ cần nói là có hay không thôi, mà cứ lên giải thích. Jackson cứ lên giải thích liên mang, Jackson cứ đi hết diễn đàn này và diễn đàn nọ để nói những cái câu như vậy hoài. Vậy là mục đích của Jackson là chủ yếu là để mà xuyên tạc thôi, để mà dẫn dắt những cái người ở trong này nghe những lời Jackson nói thôi. Tại sao người ta, người trong nước và người ngoài nước cũng đã có cái câu trả lời rất là chuẩn rồi mà Jackson lại không hiểu hay là cố tình không hiểu? Cái vấn đề thực phẩm là và cái môi trường thì rất là nhiều người lên nói rồi, bạn nên ghi nhận cái điều đó, ít hay nhiều là cũng có cái dân, cũng có liên quan tới cái cuộc sống của người dân, tánh mạng của người dân, bạn nên hiểu cái vấn đề đó. Nếu như bạn cố tình không hiểu thì bạn cũng phải tự hiểu đi, ok? Còn một điểm là An Nhiên nói về thực tế, An Nhiên chính lỗ tai An Nhiên nghe cái vấn đề về biểu tình luôn nha, để An Nhiên kể cho tất cả các bạn chị em trong nước nghe vì sao An Nhiên lên tất cả các diễn đàn ngày hôm nay. Thật ra An Nhiên chưa bao giờ muốn tham gia vào chính trị, nhưng cái cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6, chính An Nhiên là người nghe hội nhóm của ở bên Tân Thái và ở bên Triều Đại Việt và ở bên Lisa Phạm. Chính An Nhiên là người nghe cái người nói chuyện ở bên này, An Nhiên không có kêu tên người ta ra được, nhưng mà An Nhiên nghe họ gọi điện về Việt Nam, ok, họ triệu tập những người mà đi ra để mà trà trộn vô trong đám đông biểu tình, họ nói là có người ở bên đó, các anh em cứ việc làm việc và có người ở trong để mà ủng hộ và trong cái đám đông đó để mà giúp tất cả các anh chị em làm những cái việc như vậy. Có nghĩa là bên này đã cho người về Việt Nam xuyên tạc và thúc đẩy mọi người dân đi biểu tình, rồi họ cho người phe nhóm của họ để mà vô để mà can thiệp. Họ nói là chuẩn bị quay tất cả các video lại để mà bỏ lên trên mạng. Vậy thì các vị hiểu vì sao An Nhiên tham gia vào cái cuộc cách mạng này? Tại vì người dân của An Nhiên ở Việt Nam có tới trên 90 triệu dân, trong đó có gia đình của An Nhiên, có bạn bè của An Nhiên và tất cả những người thân yêu của An Nhiên ở sống tại Việt Nam. Một người phụ nữ rất là bé nhỏ và yếu đuối giống An Nhiên tại sao lại tham gia vô những cái chính trị diễn đàn này? Tại vì mình quá bức xúc những cái hành động của những người bên này. Họ làm những cái công việc quá ư là bẩn thỉu. Sau khi cuộc biểu tình xảy ra vài ngày, những người dân bị đánh đập. Rồi người ta gọi điện qua bên này, người ta nói, người ta cầu cứu. Các vị có nghe, có biết là cái câu trả lời rất là độc ác không? Người ta nói, cái người bên này trả lời là hy sinh một vài người để cứu mạng toàn quốc, toàn dân Việt Nam chẳng có nghĩa lý gì. Các vị coi cái tánh mạng của người dân quá là nhỏ đi. Các vị nói là các vị cứu dân cứu nước, cứu dân cứu nước, mà tại sao hả lại có những cái câu nói độc ác như vậy? Các vị giải thích coi. Cứu cái gì? Dù chỉ một là mạng người dân, dù chỉ một mạng người cũng không thể nào mà hy sinh cái kiểu như vậy được. Tại sao lại cho người trà trộn vô ở trong cái đám đông để mà làm những cái cuộc biểu tình độc ác như vậy? Các vị quay video, các vị cố tình kêu người ta làm sao để cho cảnh sát bực bội đánh người ta một cái thôi để quay video. Tại sao là có những cái người Việt Kiều đi về trà trộn vô để mà thúc đẩy người dân biểu tình? Cái cuộc biểu tình này không phải là ngẫu nhiên, không phải là người dân họ tự suy nghĩ tới, mà là do cái sự xuyên tạc ở bên này về. Các vị giải thích đi, đừng đừng có chỉ mỏ về Việt Nam nữa.
Jackson và Ivy cũng như hả Sơn Tây và Hùng Lân chỉ muốn đi tất cả các diễn đàn để mà hả xuyên tạc và muốn truyền đơn cho tất cả những cái lớp trẻ dân trí thấp, những lớp trẻ gọi là không có công ăn việc làm, đi theo họ để mà chống phá cái đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Mục đích của các người chỉ là như vậy, chứ không phải là các người muốn đem đến những cái lợi ích cho người dân. Các người nên nhớ cái điều đó. Bỏ cái đạo đức giả đó đi các bạn chống cộng cực đoan ơi. Các bạn nói là các bạn lên để mà lo cho dân cho nước. Lo cái gì? Các bạn lo được cái gì? Hay là các bạn đang là một cái mấu chốt để mà dẫn dắt những người trẻ, những cái lớp trẻ đi theo con đường sai trái của các người để mà làm một cái công cụ giống như là Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa là công cụ của Mỹ. An Nhiên làm những công việc này nên nhớ An Nhiên không có một cái hưởng lợi nào ở trong cái này. An Nhiên lên trên này, An Nhiên chỉ nói lên những cái sự thật. Jackson lại luôn miệng nói An Nhiên nói xạo nói láo. Jackson có thấy diễn đàn của Duy có tới mấy trăm người coi và ở ngoài có tới mấy ngàn lượt view. Bao nhiêu người ủng hộ Jackson? Chỉ có 7-8 người trong cái nhóm phái của Jackson là ok với Jackson thôi. Còn tới 300-400 người ở trong diễn đàn của Duy ai cũng lắng nghe cái góp ý của An Nhiên là những cái sự thật. Jackson lên Jackson hay là Hùng Lân hay là tất cả mấy người chống cộng cực đoan lên nói An Nhiên nói xạo nói láo. Nếu như An Nhiên nói xạo nói láo, tại sao tất cả các vị lên trên này nói những gì An Nhiên nói đều là thực tế trong cái cuộc sống? Các bạn nên nhớ, nếu như các bạn muốn đóng góp cho xã hội Việt Nam, các bạn chỉ cần ok, các bạn về Việt Nam, các bạn chứng kiến cái nền kinh tế Việt Nam một lần đi. Các bạn về đó, các bạn hội họp ăn Tết với lại gia đình và bạch đồng bào Việt Nam một lần đi. Các bạn tham gia vào từ thiện của dân tộc Tây Nguyên và những cái dân tộc miền núi miền cao một lần đi. Các bạn tham gia vô những cái vùng sâu vùng xa một lần đi, là các bạn sẽ hiểu được cái sự ấm áp của người dân, cái sự yên bình của dân Việt Nam hiện tại bây giờ. Năm 1975 trước chiến tranh, có những cái tòa cao ốc không? Hay là nó chỉ là những cái trụ sở giống như Dinh Độc Lập hiện tại bây giờ? Sau 43 năm bây giờ các vị về Việt Nam đi, những tòa cao ốc 30-40 tầng, 60 tầng cũng có nữa. Các vị nói là Đảng Cộng sản Việt Nam không xây dựng được gì cho đất nước, tại sao có những cái nền kinh tế phát triển giống như vậy? Các bạn giải thích đi, các bạn có nhìn thấy những cái sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và con người Việt Nam đang bình yên lắm không? Các bạn giải thích đi. Có khi nào các bạn về Việt Nam các bạn cảm nhận được những cái điều bình yên đó chưa? Hay là các bạn chỉ có thể chui rút ở bên này, trốn tránh ở bên này để hoạt động những cái hoạt động dơ bẩn của các bạn? An Nhiên về Việt Nam mỗi năm, An Nhiên chứng kiến rất là nhiều. Cho nên các bạn đừng có nói là An Nhiên không hiểu cái gì. Nên nhớ cái điều đó nha. Khi mà các bạn muốn đóng góp cho xã hội Việt Nam, các bạn không nên đem những cái so sánh khập khiễng ra như vậy. Thực tế đi, thực tế đóng góp đi về Việt Nam để mà dùng đồng tiền của mình đóng góp vô cho nền kinh tế phát triển của Việt Nam, đó là thực tế hơn. Đừng chỉ nói cái miệng không. Chủ yếu là bây giờ phong trào phát động, phong trào đi làm từ thiện mà các bạn còn không bỏ ra được một đô la Mỹ nữa. Mà các bạn nói là các bạn muốn đóng góp cái gì cho Việt Nam? Một đô la để mà đóng góp để cho cái những người dân tộc Tây Nguyên, những người dân tộc thiểu số có được một cái Tết ấm áp, các bạn còn không làm được nữa. Thì các bạn nói là các bạn đóng góp cái gì? An Nhiên nói như vậy đầy đủ ý chưa chị Hà My? Các bạn đóng góp bằng thực tế đi, ok? Đúng rồi, thực tế đi. Thực tế là các bạn nói các bạn ở bên này các bạn đầy đủ, các bạn qua Mỹ các bạn sống đầy đủ, các bạn có nhiều điều kiện. Thực tế đi, đem tiền của mình về xây dựng đất nước, đó là cái điều thực tế nhất. Chứ không phải là đem những cái lời xuyên tạc của mình. Chứ phải là yêu đất nước bạn... mà bằng cái bồn không học được. Yêu bằng lời nói, bạn yêu bằng cào phím hả?
Yêu nước bằng những cái hô hào dơ bẩn, yêu nước bằng những cái lời xuyên tạc, yêu nước bằng những cái lời mà hả phỉ báng lãnh tụ, yêu nước bằng cái lời chửi vị lãnh tụ bằng tuổi ông nội ông cố của mình, yêu nước bằng cái kiểu đó hả? Các bạn yêu nước thì các bạn cứ giống như An Nhiên, mỗi năm cứ về. Các bạn về Việt Nam mọi người lúc nào cũng welcome các bạn về, đem tiền về đóng góp cho cái sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Nếu như các bạn cảm thấy Việt Nam còn yếu kém về mặt nào, đem tài chính về Việt Nam để mà ủng hộ về cái mặt đó. Đó là cái sự mà hả xây dựng đất nước. Chỉ như vậy thôi, không cần phải có những cái lời nói mà hả chỉ là cào bằng phím hoặc là hả những cái lời nói vô bổ đó. Bấm nút đi nha, bấm nút đi nha Timmy Nguyễn. Cái khẩu hiệu của bạn là cảm thấy bạn hả là con người dơ bẩn rồi, bạn chẳng xứng đáng để lên tất cả các diễn đàn để mà nói đâu. Bạn chỉ có ngồi đó mà cào phím thôi. Ok chị, em đã nói hết tất cả ý của em rồi, chị cho các anh chị trong nước lên để mình chia sẻ nữa đi nha. An Nhiên cảm ơn chị, cảm ơn tất cả các anh chị trong nước đã lắng nghe An Nhiên nói nha. Em nói rất ý nghĩa. Cầm rồi, nãy giờ anh cầm xin lên rồi. Phong Đình hả? Anh cầm còn đó không? Phong Đình đợi chút xíu nha. Anh cầm còn đó không? Đó rồi. Anh cầm đó rồi, còn đó không? Ok cho em. Anh cầm đó rồi. Cầm, còn hết, ok cho em coi. Nãy giờ xin lên mà nãy giờ đi đâu rồi? Chắc chạy show nữa quá. À, anh chỉ có camera, anh thoát ra đi cầm. Anh thoát ra đi, rồi vào lại. Chưa có camera. Phóc đành đời chút xíu ha. Cầm lên chút đi, chia sẻ chút. Chưa có camera, anh thoát ra đi. Nó gặp mũi lắm rồi. Cầm thoát ra đi rồi vào lại. Uống thuốc rồi mà chưa thóc nè. Thoát ra đi, anh thoát ra đi rồi vào lại. Anh Đinh Phong ngủ có, Đinh Phong ngủ có rồi, anh Đinh Phong thoát ra đi rồi vào lại nha. Anh cầm có rồi. Đợi xíu đi luôn đi em. Đức biết ngủ có camera luôn. Đức Hello. Hello. Nghe không? Dạ chào. Dạ chào. Nghe chưa? Dạ rồi, rồi. Dạ rồi, rồi xong rồi. Ok. Nãy giờ nghe không có lên được thì tại vì kẹt công chuyện là ở dưới bếp làm chuyện cái bà luôn rồi xong bây giờ mới rảnh mới lên. Thì nãy giờ nghe hai bên đều nói hết trên trời nhưng mà nó có một cái này rất ư là vô lý. Không biết là dắt sinh bồi hai lần nãy cha, không biết nữa nhưng mà có cái điều rất ư là khập khỉnh. Ở nơi đâu cũng có cái chuyện mà quá chất, cũng có cái thức ăn bẩn cả, và ở Mỹ này cũng không khác gì hết trơn. Xà lách ở Mỹ này nó mới nhiễm độc là cái con virus gì đó, Ebola gì đó. Thì đây cũng cả đống. Ở đây không có cái gì mà không có hóa chất cả, kể cả trồng khoai, trồng cà, tomato, đều đầy đủ cả. Trên trời mệt quá. Có cái điều người ta không hiểu, ta thắc mắc là cái lý do mà những người này mà chống phá về Việt Nam ta không hiểu. Điểm nhất là họ quyến luyến về những cái lá cờ thiên này, lá cờ thiên chắc cái gì là cái gọi là a quy phải không? Lá cờ luôn là a quy. A quy thì tao nói a quy thì hồi xưa tới giờ nó vẫn tao là một người lính cũ, một lính người dân của Việt Nam Cộng Hòa đây. Thì mày muốn nói là vấn đề hậu duệ vì Việt Nam Cộng Hòa, nói một cách khác là phải so sánh. Thì đương nhiên mà không có ai mà so sánh khơi khơi một mình một người, phải so sánh với một cái gì đó. Đúng không A Quy? Đúng không? Tao nói gì đúng không? Có nghĩa là mày phải so sánh cái chế độ này mày không thích không bằng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tao nói vậy mày đúng không? Nếu mà đúng rồi thì mày đóng chứ ok, tao coi thử có phải của mày có đâu.
Còn bấm đấy mày rồi, bấm cái chữ mày bấm cái chữ ok chắc vậy phải không, mày bấm chữ ok là mày đúng rồi, ung thư Mỹ xếp hạng thứ năm là cao nhất thế giới, cao gần cao nhất thế giới, còn ở Việt Nam mình 78, đúng rồi, tao mới coi trên Google. Đúng rồi, ok, bây giờ tao cho mày coi Việt Nam đứng thứ Việt chín, Nam đứng thứ đứng thứ chín chứ. đây, bây giờ tao cho mày coi AQ dòm cho kỹ đi. Đây là những người lính Việt Nam Cộng hòa với Mỹ. Mày cần coi lại không? Đó là một đám lính Mỹ và một đám lính Việt Nam Cộng hòa. Đồng đội khi nó chết rồi á, nó lại nó lục soát, nó lục bóp, nó lấy tiền xong nó chia nhau, thằng kia đó tại sao mày không cho tiền cho tao, đuổi liền cái bóp không, nó nói mày lấy cái bóp đi. Mày muốn coi lại không? Cho mày coi lại. Đó là Hả? chiến đặt hảo với thầy mình. Cái đó đó mày cảm thấy đẹp không, muốn coi lại lần nữa không, cho mày coi lại được Thôi chưa? chắc coi chiều Thôi chắc rồi coi chiều đó, rồi đó, à không chiều đó. như thế cái gì tiếp tốt đã, đó là quân đội gì đâu, quân hòa của mày đó, cho coi lại nè, sát đồng đội á. Bây giờ tao mới nói cho mày nghe, chính vì chiến tranh qua rồi mà không muốn nhắc lại mà tụi bay lại cứ nhắc lại, chắc không phải tao muốn điều đó mà tụi bay nhắc lại với một cách điều một cách sai trái, mày hiểu tao nói không? Rồi đây nè, mày nói trước giải phóng á, trước 1975 á, là kinh tế Việt Nam đứng hàng thứ nhất thứ nhì thế giới, nhất Đông Nam Á, giàu có lắm. Tao cũng cho tụi bay coi clip luôn. Thằng gì quỷ gì đó. Mắc chạy là tao lóc á, mắc chạy là chạy tao lóc qua á, rồi. chạy qua rồi nếu mà tao ăn nếu mà chạy tao lóc luôn mắc chạy tao lóc luôn á. Thảm thương dân chúng chạy theo ra theo xe rác, móc đồ trong xe rác để mà ăn. The ground between them and their houses was full of mines and unexploded grenades and shells, so they stayed here. The laughter of the children as they went about their work was the only beautiful thing in this dreary camp. But it was a little sad also. The children were happy, we realized, because they didn't know any better. They had been born during this war, and this was the only life they could imagine. Bombing, terrorism, refugee camps. That was the way life must be. To them, all this was just normal. All in all, it's a strange situation. The refugees in this civil war are being protected from their own people, their neighbors, cousins, perhaps even fathers and brothers, who are the local Viet Cong. But the barbed wire, 50 yards deep, seems designed to protect the military outpost, not the refugee camp. Actually, the camp is protected by nothingness. It was placed in the middle of nowhere so that Viet Cong could be seen crossing the open spaces. The people really do not have much to fight for. Mày thấy dân chúng chạy theo cái xe rác không? They rush to be first. Because the first one gets the best. And the best is not.
Not very good. Thấy chưa? Rồi anh. Rồi anh. Thấy chút anh. Rồi. Nó còn nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà tao chỉ nói là bây một đống rào, đống rào. Tao chỉ nói là bây một cái điều như vậy. Từ hồi xưa tới giờ tao có gì tao chẳng lên ở nhiều mặt chính tụi bay. Nói như vậy á, tụi bay bỏ cái mộng đó đi. Tại vì ai cũng thừa biết rằng cái chuyện đó nó không có xảy ra nữa đâu. À, nó còn nhiều... Mày thấy những cái bức hình đó, đủ ma mày dồn thấy mày là hết hồn luôn. Đau lớn lắm. Tao về việc mày tao đi lính thiệt tình mà tao cũng không dám nhìn nhìn. Rồi, đợi tí xíu đi nha. Rồi, không sao, cái chuyện đó không sao, để anh cho nó coi đây đây. Mày thấy cảnh đốt nhà người ta chưa? Thôi, để tao cho mày coi cái cảnh này mới là ghê. Mấy cái cảnh gì vậy tụi em mới thấy nè, đó. Tụi em thấy gì chưa? Sát người dân của Việt Nam mình đấy. Còn lính Mỹ đứng ra dòm. Mình thấy chưa? Còn có chưa đâu mà thấy cột cổ của dân Việt Nam mình giống như chó. Mà thấy chưa? Chưa? Nó có gì đó, từ lý đó, từ lý đó, ở Mỹ không có Việt Nam. Mày thấy mày dòm, mày lộp, mà thiệt mày muốn ói luôn, mày không có dám dòm. Đấy. Mày thấy như người dân không? Mày thấy chưa? Thằng Nhất Sơn Bùi nó còn nói Mỹ qua Việt Nam, nó giúp Việt Nam chứ nó không bao giờ đây. Mà thấy rõ ràng, đàn bà con gái lội dưới suối, dưới ao để mà trốn. Đây là những cái bức hình mà của phóng viên nước ngoài người ta chụp trong cái lúc mà chiến tranh Việt Nam. Chắc không phải người Việt. Mình thấy chưa? Ông sống người ta mình thấy chưa? Nhiều lắm. Đó, mà thấy lính Mỹ không? Bắt dân làng ra ngồi đếm đầu người mà thấy chưa? Đây. Lính Mỹ nè, mày thấy chưa? Trời ơi, đây, đây, những bức hình này, mày thấy nó nhận đầu người ta vô nước, vô lưu nước không? Đó, lính Mỹ đó, lính Mỹ không có gì, lính Mỹ, đó, mày thấy không? Một gia đình, hai vợ chồng, mấy đứa con nhỏ nhỏ nó bịt mắt lại. Ừ. Trời ơi, nó khổ lắm, đây này mày thấy chưa? Mày coi những bức hình này, mày mới hiểu. Mày phải hiểu tại làm sao người ta đứng lên người ta lật đổ. Quá quá tàn nhẫn. Tao đi lính mà tao cũng không biết đây. Đàn bà nó không không tha luôn. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Mày thấy thằng lính Mỹ chưa? Đấy, đấy là cái thằng lính mà thằng Chắc Thân Bùi đó nói là được má, nó giúp đỡ Việt Nam mình đó. Nó xé xác người ta ra, nó cắt một đôi ra. Nó xác đứt, xác đầu ra người ta ra. Đó. Mày thấy đi giết gì cộng không? Giết cả RMC rồi nó liền xuống đất, rất như núi vậy đó. Đây, đây hình ảnh ấn tượng nhất mà tao thấy. Đó là lính Mỹ rõ ràng. Đứng chung quanh, đứng ở dưới chân nó là những người nó mới vừa giết. Còn chụp hình làm kỷ niệm nữa. Đâu? Tao hỏi mày như vậy, đủ chứng tỏ tụi bay sai chưa? Đáng lẽ tao không có làm những cái chuyện này rồi bui đâu. Nhưng mà tại tụi bay làm quá, tụi bay làm những cái chuyện mà tao cảm thấy không khai được. Đó, đấy là thằng lính Mỹ, mình thấy rõ ràng chưa? Nên bỏ những cái tư tưởng của mày đi. Người dân người ta đã sáng mắt rồi. Nhiều lắm. Phú chốc làm. Nhiều, phú chốc độ, làm nhiều lắm mà đến mức độ mà mình không dám coi luôn. Bởi vậy tao mới hỏi tụi nó. Bây giờ mày kiếm một cái hình. Đây là những cái bài, những cái bức hình của những cái phóng viên nước ngoài họ chụp. Chứ người Việt Nam không có thời đó khổ chết mẹ luôn mà thấy dân chúng tê tua trên trời mà là ai mà có làm có tiền có bạc mua cái máy quay phim mới chụp hình mình chụp trời. Cái này là những phóng viên nước ngoài, đa số là của nước ngoài, của Đức, của Pháp, của Nhật. Bây giờ bà muốn nói gì nữa? Đó là những cái nước mặt mà dân chủ của mày đó. Anh gì hồi nãy xin lỗi. Tao chỉ muốn cho tụi bay coi là hình ảnh và những cái chứng nhân của lịch sử và bằng tư liệu. Cái này tao không có tiền mà tao không đủ khả năng làm mấy cái phim này. Mày ngu như con bò,
tao làm sao tao làm được mấy cái phim đó, tao làm sao tao biết được mấy cái đó, là chẳng qua những cái người nước ngoài, những cái phóng viên nước ngoài họ chụp lại họ đăng lên thì mình mới kiếm mình phim bong bòi ra. Đó là sự mà người dân Việt Nam mình đã biết từ lâu và người ta không theo được. Đó, tụi mày nói cái gì tao nói đi. Tụi mày giải thích sao mấy cái bức hình đó tao coi coi. Đợi giờ thì đợi tí xíu. Làm sao nha. Ok, đó giải thích cho nó lên, giải thích đi rồi, anh cho anh xuống rồi ai lên thì lên đi. Hồi nãy anh em đầu ok thì ok liên tục cho Hà My thấy, nãy giờ lâu quá Hà My không có thấy đâu á, quên á. Hồi nãy anh gì đó, hồi nãy giờ không thấy ok đó. Anh Định Phong. Dĩ vãng đau thương chúng ta không có nên nhắc lại, bây giờ cho chúng ta nói những tình hình mới. Không, để cho em nói nè. Cái nhắc lại là do những người dưới này, chẳng phải là nói anh đâu. Không phải là riêng một mình anh, đúng không? Cái nhắc lại là mấy người này là chuyên gia, là lôi ra lên Cộng Hòa với là Cộng sản Á để cho những người này thấy. Còn anh lên phạm bì như thế nào thì rồi thấy tiếp rồi còn nói nè. Bây giờ chứ anh đem tin vui đến cho dân Việt Nam, người dân Việt Nam mình. Tất nhiên là những cái hãng xưởng ở Trung Quốc, một số hãng xưởng sẽ dời qua Việt Nam để tạo công ăn việc làm cho Việt Nam. Lý do là thuế những mặt hàng gì làm ở Trung Quốc mà đưa qua Mỹ hay đưa qua những nước khác thì bị thuế cao, cho nên những công ty đó sẽ dời qua Việt Nam. Bây giờ chờ trước mắt là trong vòng 2 tháng nữa thì cái hãng mà làm cái tai nghe của hãng Apple đó, nó sẽ đem qua Việt Nam. Thứ nhất là vận chuyển từ Trung Quốc qua Việt Nam nó ngắn, nó ít tiền. Thứ hai, người ta cũng muốn giúp đỡ kinh tế Việt Nam. Rồi một hãng nữa nó làm những ổ bi của Úc, nó cũng sẽ dời qua Việt Nam, từ Trung Quốc dời qua Việt Nam. Đó là một tin vui cho dân Việt Nam. Với lại mình có một điều này mình muốn khuyên với những người chống cộng ở bên hải ngoại, không nên khuyến khích người dân Việt Nam bạo động ở Việt Nam, đốt hãng xưởng, làm như vậy là hại dân Việt Nam. Bây giờ trừ nước Mỹ và quốc tế muốn giúp Việt Nam, nước Mỹ và quốc tế muốn tách rời Việt Nam qua ra khỏi Trung Quốc, và người ta sẽ mời dời hãng xưởng qua bên Việt Nam. Mà nếu các bạn đốt phá và làm như vậy, tất nhiên là phá hoại cái kinh tế của Việt Nam và làm cho những hãng đầu tư người ta sợ, người ta không vào Việt Nam, như vậy là hại dân Việt Nam. Tôi khuyên là không nên, các bạn nên thận trọng điều đó. Những hãng xưởng sẽ mời dời vào Việt Nam. Và đây mình cũng nói các điện bạn biết, đây là hãng của mình, chứ mình không có làm cho ai hết. Đây là hãng của mình đang làm, hãng của mình đang làm những cái hộp đen. Hộp đen này không phải là hộp đen cho máy bay, mà những cái hộp đen như là những cái hộp ghi nhận lại những tuyến đường của xe chạy và điều khiển xe chạy. Đây là hãng của mình. Mình sản xuất những cái này, những cái hộp này. Đây là những cái hộp đen này, nó sẽ gắn vô xe hơi và điều khiển xe hơi. Hãng này của mình luôn. Hôm nay chủ nhật mình, thứ bảy mình vẫn lên làm. Và nếu như mà Việt Nam yên bình và chế độ Việt Nam mở cửa, mình sẽ đem hãng về Việt Nam giúp cho dân Việt Nam. Đây hãng của mình làm những cái đồ này. Mình nói là mình nói chuyện với các bạn là mình không có nói mình là ai hết. Đây là những cái hộp anh đen. Anh không thoát ra nha, vào lại nha, không có camera đó. Đây là những cái hộp đen của mình làm để gắn vô xe hơi, nó điều khiển xe hơi. Và nó sẽ thâu nhận lại những cái đoạn đường xe chạy. Nếu mà tai nạn xảy ra thì người ta sẽ tháo cái hộp này ra, người ta sẽ coi những cái đó. Nếu sau này Việt Nam mở cửa làm ăn thì mình sẽ đem hãng của mình về. Đây là hãng của mình. Một điều nữa là mình nói là chúng ta không có nên nhắc lại quá khứ. Lên diễn đàn này không nên. Hãy nói những gì giúp đỡ cho Việt Nam. Thì những cái tin tức của mình thấy mình là những hãng xưởng đang dời qua Việt Nam, từ Trung Quốc dời qua Việt Nam. Điều chứng kiến rõ ràng nhất là các bạn hãy lên mạng ra coi, hãng làm cái tai nghe của Apple nó đang dời qua Việt Nam, và một hãng làm ổ bi của Úc Đại Lợi nó cũng dời qua Việt Nam. Cho nên tôi có lời khuyên với lại nhất là cô Lisa Phạm và những tổ chức chống cộng, không có nên khuyến khích người Việt Nam đập phá và biểu tình, không nên làm như vậy là vô lương tâm. Bởi vì những hãng xưởng đang Việt Nam giúp đỡ cho Việt Nam, các bạn làm như vậy là hại dân Việt Nam. Thứ nhất, thứ hai là quốc tế muốn giúp những cái nước lân cận Trung Quốc tách rời Trung Quốc ra, làm cho Trung Quốc yếu, thành thử ra người ta lên thuế Trung Quốc và để cho những nhà đầu tư ở Trung Quốc người ta dời qua nước khác, thậm chí là
điều rõ nhất là Việt Nam. Các bạn nên nhớ là ông thống tướng bên hải quân của Mỹ đã đến Việt Nam thắp hương ở đền thờ của Hai Bà Trưng. Tất nhiên người ta muốn trân trọng Việt Nam như thế nào? Người ta muốn ưu đãi cho Việt Nam để Việt Nam tách ra khỏi Trung Quốc. Thì chúng ta nếu mà nói là yêu thương Việt Nam, hãy nên giúp cho dân Việt Nam có công ăn việc làm, tạo điều kiện cho những hãng xưởng nó đi vô Việt Nam, đừng có đập phá, đốt phá nha. Nhất là cô Ly Gia Phạm thường hay khuyến khích những cái ba sạch của cô về đốt phá Việt Nam, làm điều đó là sai, sai trái hoàn toàn. Tôi cha tôi là một người quân nhân cộng hòa, tôi cũng không yêu thích mấy chế độ cộng sản. Tôi không có yêu thích mấy chế độ cộng sản, nhưng mà tôi, nếu chúng ta yêu Việt Nam, chúng ta vì Việt Nam thì chúng ta phải tạo một, khuyên người dân Việt Nam nên ôn hòa để cho những hãng xưởng nó vào Việt Nam. Bây giờ nhưng là điều kiện để cho những hãng xưởng nó dời vào Việt Nam làm và tạo công ăn việc làm cho Việt Nam. Không gì mạnh bằng sức mạnh của đồng tiền. Nếu Việt Nam có tiền thì chế độ cộng sản sẽ tan biến. Đừng có biểu tình, đừng có đập phá, vô ích. Các bạn làm cái gì thì làm, không bao giờ mà các bạn